em còn tiếc còn nhớ đến mong chờ chỉ mơ trong con xa. Chị Thanh Loan Trương. Dạ em chào chị. Đỏ mận chị phối cho em này. Quần vàng, quần hồng dâu, các loại quần hồng, nhưng mà vàng nha. Và nếu mà chị thích thì chị có thể phối, ví dụ như bây giờ đang phối quần áo kia là các loại màu xanh, xanh lá này, xanh rêu đậm này, xanh két này, xanh cổ vịt này, xanh lý đậm này, nói chung là các loại xanh cũng rất là ok. Chị Tú hôm nay đã mặc được áo dài rồi các chị ơi. Em cho em hết tuần này nữa, bắt đầu em sẽ quay trở về mặc toàn áo dài truyền thống cho các chị không. Còn cái này là cái mà gọi là rộng nhất trong từ hôm nay đến bây giờ, là hôm nay là mặc vào là gọi là vừa rồi đấy. Coi như là sau khi mà một tuần lễ gọi là nhịn ăn nhịn uống, bóp mồm bóp miệng lại, thì hôm nay em Tú đã quay trở lại. Đúng là bảo là lụa là gấm vóc là có thật đúng không các chị? Chỉ có mặc tơ tằm là em thấy đẹp nhất. Thật sự chỉ có mặc tơ tằm là em thấy đẹp nhất luôn. Hàng hot hit của nhà em đã về rồi này. Các chị không lấy là hết đúng trong một nốt nhạc luôn. Dạ em chào chị Thảo Nguyên. Có cả tiếng Huế nữa. Và đặc biệt luôn là như có màu trắng luôn đúng không? Có cả màu trắng luôn. Trời ơi, xuất sắc chưa? Xuất sắc lắm luôn á. Đây, cái màu giống em mặc này. Cái màu hồng cánh sen mà em mặc mà các chị hỏi quá trời quá đất luôn đây này. Nó này các chị. Trời ơi, nó nè. Các chị ơi, đủ màu nha. 150 ngàn một áo nha các tình yêu ơi. 150 ngàn một áo cho các chị nha. Đủ màu, không thiếu bất cứ một màu nào hết luôn. Từ hồng cánh sen này,
giống em mặc cho tới cả 20 giờ cũng có luôn. Có cả màu rêu đậm luôn. Nói chung là có cả đỏ luôn, có cả trắng luôn. Mà không biết có đen hay không thôi. Không có đen đúng không? Không có đen đúng không? Rồi em chốt đơn cho các chị nhá. Tím kè cho em giá 150.000 một áo thôi các tình yêu ơi. Dạ em chào chị. Các chị ơi, tím kè cho em giá 150 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt tím kè cho em. Mẫu mà cúc mà phải nói là chấn động của Tết năm 2023. Mà từ đến người mẫu, ca sĩ, diễn viên, nó tôi nói là mặc toàn hoa này không này các chị. Lưu Thúy tím kè, Hoàng Anh tím kè, Anh Phan tím kè, Ami Trinh tím kè, Thăm Thăm Hai tím kè, Kem Cốm tím cà xếp, Đỗ Nga tím cà xếp, Hồng Nguyễn tím cà, Trâm Nguyễn tím cà. Các chị ơi, các chị lấy đi, không có nhiều đâu. Mỗi một màu em chỉ có mấy chục áo bán cho các chị thôi, không có nhiều đâu các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cà cho em nha. 150.000 một áo, 230.000 một bộ. Quần em sẽ hỗ trợ cho các chị giá 80.000 một quần, cộng là em hỗ trợ phi ship cho mình luôn. Ngọc Trần tím cà, Trân Lê tím cà, Hiếu Phạm Minh tím cà, Tú Nguyễn tím cà, Gia Mèo tím cà, Hồng Tươi tím cà, Lương Lan tím cà, Mai Thị Xen tím cà xếp. Tina Nguyễn tím cà xếp, Quyền Trần tím cà xếp, Thúy Nguyễn tím cà xếp. Có đủ màu luôn các chị ơi. Các chị ơi em nói nghe này, nếu mà chị nào thích bộ á, các chị lấy hẳn hai áo luôn, các chị may nguyên một bộ cho em luôn đi, sang lắm. Sang cực kỳ sang luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt tím kè cho em. Nếu mà các chị muốn may một bộ thì các chị lấy giúp em hai áo nha. Vũ Thị Hoa tím cà, Thơ Nguyễn tím cà, Hưng Vũ tím cà, Hoa Đỗ Bích tím cà, Hồng Ti Nguyễn tím cà, Huỳnh Giao tím cà, Mến Bắc Ninh tím cà, Kim Viên Trần tím cà, Lai Chi Trương Trương tím cà, Phong Lan tím cà, Huệ Hoàng tím cà, Thanh Thanh thêm một tím cà. Em giảm thêm cho các chị khoảng chừng 1,5 kg nữa là em mặc áo dài chuẩn nhất. Em vẫn còn mập. Nguyễn Dung 2 tím cà, Trần Phương tím cà 3 xếp, Nguyễn Ngà tím cà xếp, Dài Áo Tuyết tím cà, Ngọc Thu tím cà, Huyền Ngọc tím cà xếp. Quỳnh Gia thêm 1 tím cà, Phương Võ tím cà xếp, Nguyễn Xuân tím cà. Meo Meo tím cà, Úc Lê 2 tím cà, Trung Lê tím cà xếp, Thanh Hoa 1 bộ tím cà, là em lấy 2 áo nha chị. Phùng Văn tím cà bộ, là em lấy 2 áo luôn ạ. Trang Linh tím cà xếp. Các chị ơi, tím kè cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt tím kè cho em các chị ơi. Đinh Phương Bích Ngọc tím cà xếp, Đoàn Thanh tím cà xếp, Nguyễn Thị Phúc tím cà, Văn Lê tím cà, Nguyễn Thị Kim Anh 2 tím cà, còn ăn ok chị Phùng Anh. Chị Phùng Anh lấy một áo cuối cùng chị, cho chị cái sò được mắc mấy đứa ơi. Thảo Hương tím cà, Thảo Như Nguyễn tím cà xếp. Mai ơi, chuẩn bị cái mẫu áo của chị mặc. Rau Hồ tím cà. Ủa, nó còn cái màu hơi rêu 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 rồi. Cái mắt sao vậy? Còn Thu Vinh tím cà. Còn mấy? Còn 1 chị ơi. Vải có độ co giãn không hả? Ủa các chị ơi, em nói thiệt nha, em không biết là em đứng hàng bao nhiêu, nhưng mà em không quan trọng về em đứng hàng bao nhiêu, mà em quan trọng nhất là hầu như là từ hôm đầu năm đến giờ là em khai trương vào ngày 10. Tất cả những chị khách hàng mua vải ở bên em gọi là chất vải tơ tằm. Em không dám tự tin tuyệt đối là 100%, nhưng em tự tin là 90%. Thế nào nhận hàng của nhà em cũng đều rất là ưng. Còn nếu mà quan điểm của các chị thì em không dám chắc, nhưng mà em tự tin là vải em bán cho các chị hàng rất là đẹp.
giá rất là tốt. Còn các chị cứ tham khảo đi, nếu các chị chưa mua hàng ở bên em bao giờ thì các chị từ từ tham khảo để các chị mua cũng được, không có sao hết. Vì bán hàng online á, vì mua hàng online thì nó sẽ có cái lợi nhưng mà nó cũng sẽ có cái hại. Cho nên các chị cứ từ từ tham khảo rồi các chị hãy mua. Hoặc là các chị có thể tham khảo trong những cái hội nhóm đam mê áo dài ấy, là các chị có thể nhắn tin riêng cho nhau hoặc mình kết bạn để mình giao lưu, để mình trao đổi về những cái mặt hàng mà mình có những gì mà mua quen ấy. Các chị sẽ có kinh nghiệm thì các chị cứ trao đổi. Các chị cảm thấy ok, các chị thích phong cách bán hàng của em, các chị thích hai con em lựa chọn cho các chị, giá cả bên em hợp lý thì các chị ủng hộ nha. Cứ yên tâm các chị ơi. Thân thiện đến cả Tết. Các chị ơi, cứ yên tâm các chị ơi, vì các chị biết sao không? Vì bây giờ á, bán hàng trong mạng thương mại điện tử này á, là nếu như bán hàng mà không chất lượng nè, không uy tín nè, giá cả không tốt nè, chất lượng phục vụ không tốt nè, bán hàng mà gọi là, mình không có dùng cái từ gì ở đây, nhưng mà nếu mà bán hàng mà không uy tín á, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có khách hàng đông đảo hết. Cho nên cảm ơn các chị rất là nhiều luôn. Và nếu mà chị nào đang kiếm màu trắng thì các chị chốt đơn riêng trắng, riêng màu trắng nha. Em hỗ trợ cho các chị giá 130.000 một áo. Trắng này là trắng kem. Các chị cứ lưu ý giúp em là nếu như á, mà em bán cho các chị mà tất cả các loại trắng mà em không nói trắng gì ấy, thì đồng nghĩa nó hoàn toàn chỉ có trắng kem thôi. Còn nếu như cái lô hàng đó và cái chất thải đó mà nó có ví dụ như là trắng ngọc trai hay trắng gì đó thì em sẽ nói rõ cho các chị để các chị phân biệt. Còn tất cả hàng trắng là trên thị trường chỉ có trắng kem thôi. Và riêng màu trắng em xin hỗ trợ cho các chị để các chị may. Một là các chị có những nhu cầu mặc màu trắng, hai là bên cạnh không giá không sửa, các chị dùng màu trắng rất là nhiều. Em hỗ trợ cho các chị giá 130.000 một áo riêng một màu trắng duy nhất và kèm free ship cho mình luôn nha các chị nha. Thảo Nguyên ba trắng. Trắng thế này các chị. Dạ yeah, em cảm ơn các chị rất là nhiều. Phương Trầm trắng, Lan Huỳnh hai trắng, Cát Tiên trắng một set, Vi Lê trắng. Trắng lấy thì các chị. Vải phía sau Tú là vải này này chị này. Vải em đang bán này. Thanh Nguyễn trắng, Hoàng Oanh trắng, Nguyễn Ngọc Ánh trắng. Trắng là hoa, hoa em vừa bán đấy các chị, là hoa này nè. Đinh Hàng trắng, Văn Thủy Nguyễn trắng, Phương Nguyễn trắng, Trang Phạm trắng. Là hoa mà em mặc này nè. Là hoa này nè. Một trong những hoa mà tất cả những người nổi tiếng hoa là, nói chung là từ đến người mẫu diễn viên rồi các thứ là coi như là chỉ chọn cái hoa này mặc trong dịp Tết đợt tơ tầm vừa rồi là nhiều nhất luôn, các chị cứ tham khảo. Bông gạo hai trắng, Thanh Hoa trắng, Mai Hoa trắng, Phương Trầm trắng, Lan Anh Nguyễn trắng, Thúy Trầm trắng, Nguyễn Liên trắng, Trâm Trầm trắng, Thùy Linh Lê trắng. Thúy Ngờ trắng, Xoài Tường trắng, Trắng Hoa trắng. Đơn hôm qua là các bạn em đang làm với tình yêu ơi. Đơn hôm qua là các bạn em đang làm với các chị. Màu này các chị lấy thì các chị chốt trắng cho em nha. Giá cho em là riêng màu trắng em hỗ trợ cho các chị giá 130.000 một áo cho các chị nha. Thu Hương Khương trắng, Lê Kim trắng, Văn Thúy Nguyễn thêm một trắng. Dạ nếu mà một set áo trắng này là áo là 130, quần là 80, giá là 210.000 một bộ nha tình yêu nhé. Áo 2m khổ 1m6, chất vải lụa tơ tằm, quần 2m khổ 1m6, chất vải lụa sapphire nha. Dennis Phương Anh trắng, Thúy Thanh trắng, Kim Nhắc hai trắng. Nga Nguyễn trắng, các chị ơi, trắng. Các chị lấy liền đi, đẹp lắm. Thật sự. Mà 130 là loại nào, là khác ở điểm nào hả? Dạ, 130 là do màu trắng. Em hỗ trợ cho các chị giá 130 thôi, còn giá 150 hết nha tình yêu nhé. Em có nói lý do vì sao mà màu trắng có giá 130 đó chị. Giang Phạm trắng màu xét, Nguyên Nguyễn trắng, Chi Hoa trắng. Hồng xét pháo là chất gì Tú ơi? Là chất em đang bán đó chị.
Quý tìm gôn trắng, lệ hoa trắng một set. Còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu tay nè? Rồi, ok. Cánh huyền trắng. Hồng này là hồng em mặc này các chị nè. Là hồng cánh sen mà em mặc áo dài cắt tân mà các chị hỏi á. Là cái hoa này luôn nha các chị nhé. Quyên phan trắng một set, Liên Nguyễn trắng. Vải Tú mặc bán chưa? Nay mình nhận 6 áo rồi, đẹp quá cơ. Trời ơi, xinh xỉu. Các chị ơi, hồng cánh sen cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em nha các chị ơi. Bông gạo hoặc cánh sen. Dạ, chị lấy quần trắng thì chị cứ comment lên cho em hoặc chị nhắn tin cho Messenger giúp em. Khi nhân viên nhà em chốt đơn hàng cho các chị ấy, các bạn sẽ về tin nhắn của các chị và sẽ làm theo yêu cầu của các chị nha. Đoạn thị hàng trắng. Chị Nguyễn Nhân ơi, trắng kem hả chị? Trắng kem chị vui lòng đợi giúp em đi tạm thời. Bây giờ nhà em lội sapphire trắng kem chưa có một mét nào hết. Cát siêu nguyên hồng cánh sen, Giang Hồ hồng cánh sen, Vạn Nguyên hai hồng cánh sen, Ami trên hồng cánh sen, Thúy Nguyễn hai trắng, Thành Đặng trắng, Hoa Quỳnh trắng một set, Bùi Thị Minh Hiền hồng cánh sen, Hoàng Anh hồng cánh sen, Thiếu Phạm Minh hồng cánh sen. Tham ơi, em đừng có làm như vậy. Phương Vũ hồng cánh sen. Em đổi lại những cái màu ở đây xuống đây cho chị, em để lên trên đấy. Nguyễn Nhung hồng cánh sen, Phương Nguyễn hai hồng cánh sen, Nguyễn Ngọc Ánh hồng cánh sen, Thanh Thanh hai hồng cánh sen. Dạ đang làm chị Thu Hà ơi. Hồng cánh sen. Hoa Cúc vàng trắng, Vũ Thị Bích Thảo hồng cánh sen, Thủy Ngân trắng, Dung Lê hồng cánh sen, Quý Tiên Gôn hồng cánh sen, Phong Lan hồng cánh sen, Nguyễn Thị Minh Hiệp hồng cánh sen, Kiều Trang hai hồng cánh sen, Linh Linh hồng cánh sen. Giống màu hồng em mặc áo dài cắt tân mà các chị hỏi, các chị lấy liền đi. Lê Hồng Nguyên hồng cánh sen, Giảng Lê Quỳnh trắng, Nguyễn Hồng Phạm trắng và hồng cánh sen, Nguyễn Nhung hồng cánh sen, Nhung Nguyễn trắng, Cát Tiên hồng cánh sen một set, Mai Nguyễn hồng cánh sen, Chị Hoa hồng cánh sen, Anh Đỗ hồng cánh sen, Mai Xuân hồng cánh sen. Nó đẹp, nó chùm đó. Vi Lê hồng cánh sen. Uyên Tràng hồng cánh sen. Để chị thấy em mặc sao tặng. Không, thật sự với các chị luôn là em mặc áo dài truyền thống rất là ok. Nhưng chỉ có điều là do là ngày Tết em ở nhà tính ra gần 1 tháng trời. Là em nghỉ trước đó 2 tuần và nghỉ sau đấy 1 tuần. Cộng lại những ngày nghỉ lẻ lẻ nữa là em nghỉ đúng 1 tháng. Các chị biết là em thả cửa, có nghĩa là ngày Tết là em không cần biết. Cứ hễ mà đến nhà ai là em uống vài ly, đến nhà ai là em ăn vài miếng, là em lên 2kg đấy các chị. Thơ Huỳnh Thị hồng cánh sen, Nga Nguyễn hồng cánh sen, Mai Trần Tuấn Anh hồng cánh sen, Thảo Tâm Thị hồng cánh sen, Hồng Trương hồng cánh sen, Trần Hoa hồng cánh sen một set, Hiền Lưu hồng cánh sen, Thùy Nguyên hồng cánh sen, Châu Nguyễn hồng cánh sen, Nguyễn Thị Thùy Trang hồng cánh sen, Trúc Lê hai hồng cánh sen. Em nói cho các chị nghe này, nếu như mà các chị nhìn em với hình thức ở bên ngoài như vậy này, với lại nhìn trên màn hình mà lúc nào mà em không có cười hoặc lúc nào mà gọi là cái cơ mặt của em nó hơi xì xì ra thì các chị nghĩ là em rất là khó tính. Nhưng mà em bật mí với mấy chế luôn là nếu như mà để mà nói chung là cái này nói vui cho biết thôi nha, nói chơi cho vui thôi, chứ còn nếu mà bảo mà để mà khoe chiến thức thì cái này không gọi là khoe, mà cũng không phải là cái chuyện mà để mà gọi là tự hào gì đâu. Nhưng mà nếu mà để mà thoải mái mà em không phải có bán hàng như ngày Tết á, và đặc biệt nữa là gặp những người mà gọi là trong cái hội của tụi em ấy, thì em có thể uống cho các chị được khoảng 15 lon. Khoảng chừng 15 lon thì chồng em sẽ đưa em về. Còn nếu như khoảng 7 lon thì cứ vô tư đi các chị. Em muốn sau ngày mai em có thể đi bán hàng với các chị được, rất là ok luôn, không có vấn đề gì hết. Đó là cái mà thật sự luôn là bật mí với các chị là gọi là vì sao mà em lên ký kinh hoàng như vậy. Tại vì bình thường hầu như là em không ăn tinh bột, không uống nước ngọt. Nói chung là em ăn một cái chế độ rất là nghiêm ngặt, cho nên lúc nào em cũng sẽ giữ được một cái form người hầu như là không có mỡ. Rồi khi mà em đã nói với các chị là cơ địa của em là thuộc hàng cơ địa gọi là chỉ cần hít thở không khí cũng mập. Và đặc biệt là em vẫn nói với các chị luôn, em là một trong những đứa gọi là tinh bột, đấy là kẻ thù của em luôn.
chỉ cần một ngày em ve ve khoảng nửa chén thôi các chị là em nở người ra liền tức thì, không có cách gì mà không nở ra được ấy các chị ơi. Thủy Hương Giang hồng cánh sen, Mai Thu hồng cánh sen, Dương Nguyễn hồng cánh sen, Trịnh Tú Chi hồng cánh sen, Thảo Nguyên Hai hồng cánh sen. Huỳnh Thanh Lâm hồng cánh sen một set. Còn 10. Còn 10. Nói về chắc không ai tin đâu các chị. Thật sự là không ai tin luôn á. Cho nên là nếu mà mỗi lần mà hội của tụi em mà ngồi với nhau là em nói với các chị là toàn 2, 3, 4, 5 giờ sáng không ạ. Ngày Tết là hầu như ngày nào em cũng 2, 3 giờ sáng em mới về. Ngày nào cũng 2, 3 giờ sáng em mới về. Còn em nói với các chị trước Tết là hầu như ngày nào em cũng 3, 4 giờ. Có hôm 3 giờ sáng em mới về. Có hôm 4 giờ sáng chuông lễ bắt đầu bê 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 lột em bắt đầu bắt nhau mới về. Cho nên là vì xem em lên khí nhãn như vậy là như vậy đấy các chị. Và trong đó có chế biến nha các chị. Các chị nhìn như vậy thôi chứ chế biến còn đỉnh hơn cả em luôn nha các chị nha. Trâm Lưu Nguyên hầm cánh sen, Trần Nga hầm cánh sen, Lữ Hùng hai trắng và một hầm cánh sen. Còn bao nhiêu Hương ơi? Không phải. Quần Tú Mặc á hả? Quần Tú Mặc là ăn kim các tình yêu ơi. Quần Tú Mặc là ăn kim màu vàng mỡ gà nha. Rồi tiếp tục các chị ơi. Thí An Nguyễn hầm cánh sen, Mai Huỳnh Trần hầm cánh sen, Giang Nguyễn hầm cánh sen. Có màu vàng này các chị. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt vàng, vàng cốt cho em nha. 150.000 một áo các chị ơi. Để em bấm cửa xuống đi cho nó khỏi chói các chị. Cho các chị nhìn hoa văn cho nó ra nó đẹp. Giang Quang Lan vàng, Jesse Nguyên vàng, Phạm Nguyên ba vàng. Dạ yeah, đúng rồi chị. Hàng ngày á em nói với các chị nè, riêng hàng ngày là hầu như em nói với các chị là em thứ nhất là em ăn rất là nhạt, hầu như là rau luộc các loại đồ luộc là nhiều nhất và đặc biệt luôn là không có ăn muối với nước mắm luôn, chỉ có ăn tí nước tương thôi các chị. Và đặc biệt luôn là em vẫn nói với các chị là riêng cơm là hầu như em không bao giờ ăn một hộp nào luôn. Cho nên là vì sao là người em nó không có mỡ thừa là như vậy mà cân nặng của em rất là lớn nha. Cân nặng của em hầu như là đạt ở mức gọi là lúc nào cũng phải từ 53 cho tới 54 kg. Em cao có 1m6, em đâu cao 1m65-66 đâu. Vàng cho em nha các chị nha. Trần Thị Phương vàng, các chị lấy thì các chị chốt vàng cho em. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nha. 230.000 một bộ. Cái tơ tằm này là cái tơ tằm em mặc bao nhiêu cái áo dài cắt tân và bao nhiêu cái xếp bộ mà pháp phục của nó các chị. Em sẽ còn mặc tiếp cho các chị nữa. Thi Thi và Ami Trinh và Nguyễn Nhung và một set. Linh Nguyễn Hồng cánh sen, Nguyễn Hồng cẩm và vàng cho em giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng cho em nha các chị nha. Nhớ chia sẻ livestream cho em một lần trong hội nhóm hoặc một lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai cho em nha mấy chế ơi. Rồi tiếp tục nè. Đây các chị, màu này đẹp, màu này phải nói rất là hiếm luôn á. Ở ngoài của nó là màu dạng như là màu rêu mà rêu đen luôn á. Đẹp lắm luôn. Cái màu này mà không lấy là ổn lắm luôn đấy các chị. 150.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt màu rêu cho em. Nhung Hà vàng, Hà Đặng hồng cánh sen, các chị ơi rêu cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt rêu cho em. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nha. Chất vải là lụa tơ tằm, miễn phí ship toàn quốc cho mình. Hoa này là hoa là một trong những hoa mà làm mưa làm gió của ngày Tết luôn đó các chị. Phụ Nguyễn rêu, Tu Hà Đoàn rêu, Phan Thu Trâm rêu. Các chị mua tơ tằm em nói thiệt với các chị chứ em thấy các chị bán mua tơ tằm em sợ luôn.
Văn Lê rêu, Jenny Phụng rêu. Ủa rêu có bằng này không? Mấy áo nhỉ? Hà Đặng rêu, Trâm Lưu Uyên rêu, Hoàng Anh vàng. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha, các chị nhanh. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Phạm Chi rêu, Nguyệt Nguyễn rêu, Thúy Anh Nguyễn rêu, Trần Hà rêu một set. Nguyễn Thu Cúc rêu, La Nguyễn Hai rêu. Thu Hà vàng 6 áo. Hạnh Đoàn rêu, Hoa Trần rêu. Quá đẹp. Thủy Trần Hồng cánh sen. Thấy hồng cánh sen đúng không? Đẹp, thấy hồng cánh sen. Bỏ nguyệt, bỏ nó xung quanh. Màu này các chị chốt cho em là màu rêu nha. Các chị nghe em đi. Trời ơi, ở ngoài các chị nhận cái màu này rất là đẹp luôn. Em đi may nha. Em chỉ còn có mười mấy, 20 áo nữa thôi. Em mặc lên các chị không được hỏi đâu đấy. Làm xếp lại đi, tính đưa cho cô yêu may. Hoa Quỳnh rêu, Mai Hoa rêu. Em mà may là tối em có cái em mặc đấy, nói trước với các chị đấy. Mỹ Hà rêu, Võ Thị Hạnh rêu, Linh Phạm rêu, Đinh Hằng rêu, Thủy Trần rêu. Hồng bánh xe em hết rồi ạ. Biển Xanh rêu, Xanh Lan Dương rêu, Uyên Võ rêu, Thu Hà Nguyễn Hai rêu, Tâm Thúy Nguyễn rêu, Kim Anh rêu, Hòa rêu. Viên Hồng ba trắng, Khánh Huyền rêu, Trang Nguyễn rêu. Còn 4 rêu hết. Nguyễn Liên rêu. Còn 3. Áo này là Tân Liên may cho em này các chị. Lê rêu, Kim Loan rêu. Còn 1, rêu giá 150 nha chị. Còn đúng 1 áo duy nhất. Có trắng nha chị ơi. Chị có trắng, chị chốt trắng cho em. Riêng trắng em hỗ trợ các chị giá 130.000. Trần Anh rêu 1 set. Không đẹp đúng không lấy tiền luôn. Cái hoa giống hoa em mặc á. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu cỏ úa. Thúy Lan Nguyên trắng. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt cỏ úa cho em nha. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Miễn phí ship toàn quốc cho mình nha. Còn trắng các chị ơi, em còn trắng. Riêng trắng thì em hỗ trợ giá 130. Còn toàn bộ luôn là hàng này bên em tính giá 150 hết nha. Em mấy đứa nhớ chị treo cái hoa này ra ngoài là giờ là giống cái hoa áo của chị mặc mấy bộ tơ tằm á. Mấy đứa treo ngoài là bị khác hoa rồi. Trời ơi nó đẹp lắm các chị ơi. Đỗ Nga cỏ úa, Phạm Quyên hai cỏ úa, Trinity Nguyễn hai cỏ úa, Thúy An Nguyễn cỏ úa, Quy Tín Vôn cỏ úa, Vũ Thị Hạnh cỏ úa, Bùi Thị Minh Hiền cỏ úa, Hồng Thâu kia cỏ úa hết. Dạ được nha chị Thu Hà ơi, được chị, đẹp lắm chị ơi. Nga Nguyễn cỏ úa, Châu Nguyễn trắng một set, Quyên Trần cỏ úa, An Nguyễn cỏ úa, Vũ Thị Hoa hai cỏ úa, Trần Thị Vương cỏ úa, Nga Nguyễn cỏ úa, Vũ Đào cỏ úa, Mai Trần Tuấn Anh cỏ úa xét, Nguyễn Thu Cúc cỏ úa, Lê Trinh cỏ úa, Nga Nguyễn cỏ úa xét, Thúy Trần cỏ úa, Ngân Hồ Ngô cỏ úa, Mai Huỳnh Trần cỏ úa xét. Mai mà có xe áo, áo mỏng hoặc là cái quần, cái áo nhỏ bớt lại cái quần nó nhỏ. Huỳnh Thanh Lâm cỏ úa xét, Hồng Nguyên cỏ úa xét, Nguyễn Thị Thu Hương cỏ úa và trắng, Phạm Quyên thêm một cỏ úa,
chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt khẩu cho em, giá cho em là 150.000 một áo, 230.000 một bộ. Nếu các chị có mua áo và đặc biệt các chị có chốt đơn quần trực tiếp luôn thì em sẽ hỗ trợ các chị giá là 80.000 một quần. Còn nếu như mà các chị mua sau thì giá sẽ tính là 100.000 một quần. Còn nếu các chị không thích dạng vải quần đấy thì khi nhân viên nhà em liên hệ chốt đơn trực tiếp với các chị cứ trao đổi với các bạn. Bên em có 2 3 4 loại quần, các chị muốn loại quần nào các bạn sẽ lấy loại quần đấy cho mình ha. Nguyễn Phan Vũ Minh cậu á, Mai Trương cậu á, Hành Nguyễn cậu á sếp. Chị ơi lấy 1 cam mà đi chị, trời ơi nó mệt. Làm mưa làm gió luôn. Tại các chị chưa nhìn thấy Tú mặc bộ cam thôi. Thu Lan cậu á, 150.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là màu cam Mỹ. Trang Trang Phạm và Úa Xét. Gì? Của cam có làm gì hả? Trên đi phục cam. Ami chân cam. Phạm Nguyên cam. Nguyễn Trang cổ úa xét. Đỗ Nga cam. Tinh Teresa cổ úa. Cam em còn các chị cam. 6 áo. Trúc Lê cam 1 xét. Còn 3. Thùy Dung cam 1 xét. Còn 2. Loan, Nguyễn Loan Nguyễn cam. Trang Linh cam 1 xét. Quá đẹp. Tím Huế. Một trăm năm mươi ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt tím Huế cho em. Chị nào lấy set thì đóng luôn cho em là tím Huế set luôn nha. Giá 150 một áo các chị ơi. Có bằng này luôn hả? Ok. Có bằng nào bán bằng đấy thôi. Chứ giờ hết hàng rồi thì thôi thua luôn, không làm cắt gì được nữa. Phạm Nguyên tím Huế. Thúy An Nguyên tím Huế set. Nguyên Trầm tím Huế. Trên Liên Phục tím Huế. Quỳnh Thanh Lâm tím Huế set. Quý Tiên Gôn tím Huế. Tường Vi tím Huế. Chi Lê tím Huế. Nguyễn Khánh Huyền tím Huế, Thi Nguyễn tím Huế, Ngọc Dung tím Huế, Ngọc Huệ ba tím Huế. Vậy là hết. Tím Huế là hết à? Một áo các chị ơi. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu 26 nha. Đếm coi đủ chưa mấy đứa anh, hay là như một áo vậy. Các chị ơi 26 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 26 cho em nha. Màu này đẹp lắm luôn. Nhé. Màu đẹp cực kỳ luôn. Các chị cứ không chịu tin em, các hoa cúc này các chị cứ tham khảo đi. Tất cả các cái trang mạng hay là tất cả những người nổi tiếng đều mặc cái hoa này hết. Và cái hoa này năm nay là một cái hoa trong những cái hoa mà cực kỳ hot luôn. Không có hàng để bán luôn á các chị. 26 cho em, giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 26 cho em nha. Nguyễn Liên cậu á, Ami Trinh 26 lắm các chị ơi. Trương Rộng Hoa 26, Bông Gạo 26, Thành Nguyễn Bích 26, Dennis Phương Anh 26, Quý Tiên Gôn 26, Phạm Phúc 26. Nguyễn Thị Diễm Anh 26, Đặng Thị Yến Phương 26 xếp, Thủy Trần 26, Kim Thúy 26, Tinh Teresa 26 set, Thanh Điền 26 set, Trung Phạm 26 set. Kim Anh 26 set luôn là giá 230 nha chị nha.
Chị nào lấy thì các chị chốt 26 cho em. Giá cho em là 150 ngàn một áo cho các chị nha. 230 ngàn một bộ. Nga Nguyên 26 set. Em lên cho các chị màu đỏ này. Ai đang hỏi em màu đỏ? Các chị ơi, vải áo em mặc, các cái hoa gì em mặc em chỉ còn đúng màu đỏ thôi, em hết rồi các chị. Màu này các chị lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Đỏ 150 cho em nha các tình yêu nhé. Phạm Nguyên 2 đỏ, Nga Nguyễn đỏ, Nguyễn Nhung đỏ, Vũ Thị Hạnh đỏ, Nguyễn Ngọc Ánh 2 đỏ, Trinity Nguyễn đỏ, Trang Linh đỏ, Nguyễn Nguyễn đỏ 1 set, Phong Lan đỏ, Thùy Dung đỏ, Phạm Cao Ngọc Tuyên đỏ, Lương Thắm 2 đỏ, Ami Trinh đỏ, màu 74. Dạ tím Huế ăn kim. Ô trời ơi, tím Huế ăn kim bán 2 3 ngày nay rồi mấy chị ơi. Các chị ơi, màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là 74 nha. Giá cho em đúng là 150 000 một áo. Dạ. Xanh lá hả? Xanh lá lô này thì không có rồi chị ơi. Xanh lá hết rồi. Màu này các chị chốt cho em là màu 74 nha. Giá cho em là 150 ngàn một áo các chị ơi. Phạm Quyên 74 2 áo, 8 hoàng 74. Nguyễn Trân Vũ Minh thêm 1 đỏ. Hoàng Jerry 74. Hoàng Anh 74. Trinh Nguyễn 74. Ok chị Tám Hoàng. Tám Hoàng lấy thêm quần của mã 74. Nhiều quá rồi, các chị chưa kịp may. Hay là các chị mua nhiều quá rồi, các chị chưa kịp may. Chứ thật sự là em cũng bán nhiều thật, chứ không phải là không. Màu này các chị chốt cho em. Các chị ơi, đúng thế đó Tú ơi. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu đô nha. Một trong những màu mà làm mưa làm gió nhiều nhất luôn. Các chị ơi, màu này các chị lấy thì các chị chốt đô cho em. Giá cho em là 150 ngàn một áo nha các chị.
Em biết mà, em bán nhiều lắm luôn. Có nhiều chị đơn hàng ở đây ngày nào cũng có, còn chưa ship xong nữa. Ví dụ đơn hôm qua đã mua rồi gì, hôm nay nhìn thấy nữa, trời đất ơi, tâm ơi. Amin trên đỏ đô, Quý Tiên Cô đỏ đô, Lành Bình đỏ đô, Nga Nguyễn đỏ đô, Tê Vít Phương Anh đỏ đô, Văn Lê đỏ đô, Vũ Tị Hạnh đỏ đô xếp, Hoàng Thanh Lâm đỏ đô xếp, Hoàng Thương Nguyễn đỏ đô, Trầm Hà Đăng đỏ đô. Trong em đang tím vào tình yêu ơi. Thùy Dung đỏ đô. Anh Kim thiết kế chưa có hàng đâu mấy chế ơi. Mấy chế đang đợi giúp em đi, đợi chờ là hạnh phúc nha các chị nha. Hải Hà Nguyễn đỏ đô, Hà Nguyễn Thanh đỏ đô xếp, Kim Loan đỏ đô. Mùa này mặc cái này là siêu mát luôn. Có đồ co giãn, không nóng luôn, rất là mát luôn các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em nha các chị nha. Đinh Hằng đỏ đô. Hồng gắn sen em hết rồi, bây giờ em chỉ còn mẫu 20 giờ thôi. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em nha các chị nha. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nha. Và em còn màu này các chị chốt cho em là màu dâu đen nữa. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu dâu da nha. Áo tú mặc và tơ tằm luôn tình yêu ơi. Lương Thắng đỡ đôi xếp. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là dâu da. Hồng phấn ạ, à, hồng phấn hình như là trong những cái lô hàng hầu như là hết rồi, không quan còn như mười mấy 20 áo bán hết luôn rồi chị. Mua cổ nó đẹp. Viên hồng dâu da. Các chị ơi đẹp lắm. Tắc không có điểm trừ luôn ấy. Dâu da cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt dâu da cho em nha các chị nha. Thúy Nga dâu da, Ngân Hà Ngô dâu da, Ngọc Nguyễn dâu da, Ami Trinh dâu da, Như Hồng dâu da xếp, Kim Hồng dâu da, Nguyễn Dầu dâu da, Betty Vũ dâu da, Linh Nguyễn dâu da, Tô Thị Kim Nhàn dâu da, Mai Hoa dâu da, Hà Mã dâu da. Nguyễn Thị Diễm Anh dâu da. Betty Vũ hai trắng. Đinh Teresa dâu da. Trini đi Nguyễn dâu da. Em biết mà các Nguyễn chị. Dâu da xếp. Em biết mà. Đào Bùi dâu da xếp. Minh Hiền Hồ dâu da. Cái màu này các chị mặc rất là sang. Rất là trẻ. Và đặc biệt nữa là chị nào mà có một cái nước da mà không chuẩn lắm ấy, có nghĩa là da hơi tối, các chị nên lựa chọn những cái màu này các chị mặc. Da của các chị sẽ không bao giờ bị kém da luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt dâu da cho em nha. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Hương Nguyễn dâu da, Thơ Nguyễn dâu da, Trần Nguyên dâu da, Nga Nguyên dâu da xếp. Đây, em có màu này là màu này á. Nếu mà các chị nói cho em là màu hoa 10 giờ cũng được, mà các chị nói cho em là màu hồng cánh sen cũng được. Nhưng mà tại vì là hồng cánh sen nhà em đã có một màu rồi, cho nên là em sẽ gọi màu này là màu hoa 10 giờ nha. 150.000 một áo các chị ơi. Nguyễn Hồng Cẩm dâu da, Thanh Hoa dâu da xếp, Đinh Phương Bích Ngọc dâu da xếp, Thanh Hiền hai áo dâu da, Thu Trang dâu da, Jenny Phụng dâu da xếp. Khoa 10 giờ cho em, chị nào lấy thì các chị chốt khoa 10 giờ cho em. 150.000 một áo. Dung Kim 7 áo dâu da, Ngọc Nguyễn Hoa 10 giờ, Nguyễn Thị Minh Hiệp dâu da, Linh Teresa hoa 10 giờ, Nga Nguyên hoa 10 giờ, và Nguyên 3 áo hoa 10 giờ, Nga Nguyên hoa 10 giờ.
Phạt Nguyên Hoa 10 giờ 3 áo. Có đọc 3 áo đâu, nói Phạt Nguyên Hoa 10 giờ rõ ràng. Nguyên Tràng Hoa 10 giờ, Vũ Nguyễn Hoa 10 giờ, Vũ Thị Hạnh Hoa 10 giờ, Mèo Con Dễ Thương Hoa 10 giờ 2 áo, Vũ Tiền Hoa 10 giờ, Thùy Dung Nguyên Hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ. Kiều Như Hoa 10 giờ. Chị nào lấy thì các chị chốt 20 giờ cho em nha. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. Rồi em quay ha. Bây giờ em có cái chất phẩm này này, em sẽ bán cho các chị. Thấy em đang thấy các bạn soạn ở đây có được 3 màu. Một là các chị có thể may áo dài cũng được. Hai là em thấy đa số hàng này các chị mua về may một là áo kiểu, áo sơ mi. Hai là may đồ bộ là nhiều nhất. Em tính cho các chị giá 80.000 một áo thôi. Mình hàng da lụa rất là đẹp luôn. Một áo bên em là các chị may được một bộ pyjama luôn á. Đây tới đây luôn này các chị. Em tính các chị giá 80.000 một áo thôi. Em có 3 màu. Ít nhất là phải bán cho các chị vài mẫu để về các chị may. Ví dụ các chị có nhu cầu may đồ bộ hay may áo kiểu, chứ đâu phải cái nào cũng may áo dài đúng không? Đây, riêng hàng này em hỗ trợ em tính các chị giá 80.000 một áo. Nguyễn Trịnh Thi Hoa 10 giờ, Bộ Tiết Mi Hoa 10 giờ, Thánh Con Vô Gia Xếp. Mấy cái này còn. Mẫu này các chị chốt đơn cho em là 74, mềm, có độ co giãn, không cần phải lót. Cho dù các chị có không mặc cơ tầm, các chị mặc cái dạng vải này, nếu các chị có nhu cầu may đồ bộ hay may áo kiểu, em thấy vẫn đẹp nhất luôn. Chốt đơn cho em 74, giá 80.000 một áo thôi. Cái màu đẹp quá trời quá đất luôn, mình hàng đẹp lắm các chị. Nguyên Tràng 74, Mèo Con Dễ Thương 2 áo 74, Sandy Tràng 74, Phụ Nguyễn 74, Tân Huỳnh 74, Như Hồng 74, Bí Ngô 74, Thuế Như 74, Thanh Huyền 74, Thanh Hiền 74, Võ Hồng Lý 74, Úc Diệp 74, Nguyễn Lan 74, Thế Diệu Nguyễn 74, Nguyễn Hạnh 74, Viện Thị Tuyết Hạnh 74, Ngân Hà Ngô 74, Thơ Nguyễn 74, Phạm Cao Ngọc Tuyên 74, Minh Nguyễn Tuyết 2 áo 74, Phương Nguyên 74, Kim Văn Bùi 74, Thúy An Nguyên 74, Mai Khánh Phạm 74, Kiều Như 74, Loan Nguyễn 74. Các chị tính đi, có 40.000 một mét vải à? 80.000 một áo 2 mét à? Các chị may không đẹp hơn là các chị? Quá đẹp luôn. Màu này các chị cho em là màu 71. Em tính các chị giá 80.000 một áo 2 mét khổ 1 mét khổ nha. Nguyên Minh 74 xếp, Kim Anh 74, Đỗ Huyền 74, Thi Trương Nhi 74, Thanh Hoa 74. Màu này các chị cho em là 71, giá cho em là 80 thôi các chị ơi. Em tính hàng này cho các chị là giá này các chị có mùa mua xỉ một lần 1.000 mét cũng không bao giờ có luôn. Ngân Hà Ngô thêm một áo 74, Thúy Ngân 74, Hồng Phú 71, Sandy Trần 71, Thương Nguyện 71, Trinh Trần 71, Dung Huỳnh 71, Hồng Phú 71 xếp, Jerry Nguyện 71, Thúy Nga 71, Sada Tràng 2 áo 71, Nguyễn Hành 71, Hồng Minh Lưu 71, Phạm Ánh 71. Mùa này là quá thích hợp mặc cái này luôn. Thành Nguyễn 74, Nguyễn Hải Văn 71, vừa có độ co giãn, hoa văn rất là đẹp luôn, hoa văn tây lắm các chị ơi. Thanh Tiền 71, Nguyễn Lan 71, Mèo Con Dễ Thương 2 áo 71, Thanh Hiền 71,
Nam Hà Ngô 71. Còn 4. Ngọc Phạm 71. Còn 3. Phan Kim Hằng 71. Còn 2. Nguyễn 71. Còn 1. Kim Yến Huỳnh 71. Em hết nha. Quá trời quá đất xinh luôn. Giá có 80 ngàn nè các chị ơi. 2m khổ 1m6 nha các chị nha. Cho em 89 các tình yêu ơi. 89 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 89 cho em. Giá cho em là 80 ngàn một áo. 2m khổ 1m6 nha. Cho ghế ra đây cho chị thêm 2-3 cái ghế ra đây nữa đi. Chị cho đếm cho. Màu này mặt trắng da lắm à. Độ 89, Mai Khánh Phạm 89, Nguyễn Đặng 89, Hương Nguyên 89, Chắc Si Huỳnh 89, Linh Nguyễn 89, Trịnh Hoài 89, Anh Kim 89, Phạm Cao Ngọc Tuyên 89, Thanh Thanh 89, Quý Tinh 89, Nguyễn Thị Thuận Hai Áo 89, Trang Linh 89, Thanh Hằng 89, Tô Thị Kim Nhàn 89, Hoàng Hoàng Hòa Hai Áo 89, Mèo Con Dễ Thương 2 áo 89, Sương Nguyễn 89, Nam Hà Ngô 89 một set, Linh Teresa 89, Nguyễn Tâm 2 áo 89, Trương Mỹ Phượng 2 áo 89, Vũ Thu Hồng 89, Sương Nguyễn 89, Kiều Sa 89, Huế Dương 89, Nguyễn Hạnh 89, Mai Anh 89. Ngày tối em bán thêm một like nữa là hết đấy. Đẹp cực kỳ. Thiên Trần 89, Quang Phạm 89. Các chị ơi, giá em tính các chị 80 thôi. Hôm nay em bán cho các chị tèn thôi các chị. Trời ơi mẹ, chú có xếp kịp, chú có làm kịp cho các chị luôn kìa. Hoàng Anh 89, Nguyễn Lên 89. Mai mốt muốn mua hàng này, các chị cứ mua thử một áo của em 80 ngàn con. Nó mềm như bún luôn, đẹp vô cùng luôn đấy các chị. Chứ phải như cái hàng của nhà người ta mà nó cứng ngắc cứng ngơ như cái miếng xi măng không có đâu nha. Nguyễn Đào 89, Yến Dương 89, Thủy Trương 89 xếp. Có đâu, các chị nhận thử vải của nhà em thử đi rồi biết. Kiều Hạnh Võ 89, Đình Lê Thanh 89, Đỗ Nga 89, Tươi Lê 89, Nguyên Trần 89, Liên Nguyễn 89, Sandy Trần 89. Nếu mà chị nào có nhu cầu đi làm á, mà các chị may áo sơ mi á, là các chị may được hẳn 2 cái luôn. Các chị nghĩ sao có 80 ngàn 2 mét vải, các chị may hẳn được 2 cái áo kiểu luôn. Không đẹp hơn à các chị. Liên Thị Tuyết Hạnh 89, Lan Phạm 89, Hương Trần 89, Nguyên Đi Tây Nguyên 89, Võ Hồng Lý 89, Đào Bùi 89. Em còn màu vàng đồng nữa là em hết nè. Thúy Huỳnh 89, Nguyễn Quyên 89. Anh Kim thêm một áo 89, Thanh Hoa 89. Màu này các chị chốt cho em là màu 183 là màu vàng đồng nha. Giá em tính các chị giá 80 thôi các chị ơi. Bán tặng cho các chị luôn. 183 còn không sao ơi. Còn giá phần này thôi hả? Ok. Tuyết Tinh thêm một áo 89. Trần Ngọc Thủy Linh 89. Sandy Trào 183. Kiều Như 183. Đào Trà 183. Kim Minh Nguyên 183, Mèo Con Dễ Thương 2 áo 183, Thương Nguyên 183, Hoàng Anh 183, Kiêu Sa 183. Ship miễn phí nha từ chị ơi. Jerry Nguyễn 183, Nhung Nguyên 183 set, Dung Huỳnh 183. Trang Dương 183, Tuấn Trinh 183, Ngọc Thảo Đào 183 set, Khuê Đình 183, Nhan Hà Ngô 183.
Nguyễn Kim Loan 89. 183 còn 5. Hương Lò Nguyên 183 và 89. Kim Yến Huỳnh Bố Ngã 183. Em còn mã 89 thôi, các chị lấy 89 các chị mặc đi dễ hơn á. Này các chị ơi. Rồi, hôm qua còn cái chứng khoán của hàng giá 90 em coi đây cho chị coi đi. Cái mẻ này là tối ngày hôm qua em bán chấn động cho các chị luôn đấy. Em hỗ trợ các chị tơ tầm tính than giá 90 ngàn đấy. Bây giờ còn bằng này nữa, chị nào có nhu cầu mua được các chị mua luôn để em con đơn cho các chị một lần luôn nha. Tại vì em bán một loạt như vậy là khi mà đơn hàng của các chị có vấn đề gì là mà em sẽ con một lần luôn, là coi như em tiết kiệm lâu lại cho các chị luôn. Còn trong bình một này đúng không? Có bằng này thấy gì? Còn màu nào nữa của cái lô tốn qua em bán còn không? Còn màu nào nữa không? Hết cả thẻ luôn hả? Sáng thì là hết luôn hả? Màu này các chị lấy thì các chị chốt bám cho em tìm phê 90 nha. Bám cho em số 90 vào trong đấy nữa. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em thuế 90 nha. Phương Nguyên đổ tiếng thuế 90. Tính than á, xin lỗi các chị. Ủa các chị không lấy thật à, không lấy que nhá. Mèo con dễ thương hai áo tiếng than 90. Ngọc Nguyễn tím Huế 90, Nguyễn Thị Hoa Lý tím Huế 90, Anna Lê tím Huế 90, Hà Nguyễn Thanh tím Huế 90, Hà Nguyên tím Huế 90, Kim Anh Nguyên tím Huế 90, Thanh Áo Già tím Huế 90, Kim Phi Trần tím Huế 90, Uyên Minh tím Huế 90 một set, Thủy Trương tím Huế 90, Bảo Văn Lê tím Huế 90, Ngọc Phạm tím Huế 90, Đặng Thủy tím Huế 90. Cho chị cái mẫu mà lụa mango mới về mà đen đỏ đi thăm. Cái đen đỏ lập thể ấy. Mai Khánh Phạm tím Huế 90. Thu Trang hai áo tím Huế 90. Tố Nguyễn tím Huế 90 một set. Bích Lưu tím Huế 90. Còn 6. Quá đẹp. 6 mềm rửa éo. Bán cho các chị trong đúng 1, 2 like hết. Đỗ Như tím Huế 90. Còn 5. Duyên Hương Nguyễn tím Huế 90. Đúng, vậy là còn 3. Còn Quang Quy Định tím Huế 90. Còn 2. Này các chị nhìn ạ. Nếu mà đã là mango là phải chuẩn như vậy mới bán cho các chị. Một trăm ngàn một áo. Đúng chuẩn hàng loại 1 luôn. Cúc Nguyễn tím Huế 90. Các chị ơi, đúng chuẩn hàng loại 1 luôn. Và đặc biệt cái hoa văn này em lựa cho các chị, một là các chị may áo dài, hai là các chị may đầm, ba là các chị may áo kiểu cho em. Không bao giờ sợ xến, không bao giờ sợ quê. Rất thích hợp vào mặc trong mùa hè này, đẹp cực kỳ luôn. Chốt đơn cho em 432 giá 100 ngàn áo, chắc phải là lụa mango. Cái này mà các chị may mặc quần đen đi lễ là khỏi cần phải bàn luôn đó. 432 cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 432 cho em.
Mai Văn này em lựa cho các chị là không bao giờ xén luôn. Các chị có mặc cho em đến 3 năm nữa cũng không bao giờ xén luôn. Rất là đẹp, em phải bán cho các chị. Còn không là không bán đâu. Ninh Hà 432, Hải Hào Nguyễn 432, Thủy Vũ 2 áo 432, Hồ Thị Tường Vi 432, Kim Trần 432, An Tây 432, Thanh Áo Dài 432, Kim Chi Lê 432, Lệ Giang 432, Lê Thúy Văn 432, Tú Loan Trần 432, Nguyễn Trinh 432, Dung Hà 432, Kiêu Sa 432, Huyền Ngọc 432, Liên Hương Nguyên 432, Mèo Con Dễ Thương 432, Đào Trà 432, Nguyễn Thanh Ba Áo 432, Kiều Hành Võ 432, Xuân Phạm 432, Hoa Trần 432, Nguyễn Ngọc Hiếu 432, Kim Nguyễn 432, Ngọc Yến 432, Thu Nguyên 432, Lan Nguyễn 432, Linh Đan Tóc Vàng 432, Hà Lê 432, Thu Nguyên 432, Đỗ Như 432, Nguyễn Linh 432, Phan Huy Định 432, Kim Thi Trần 432, Mai Anh 432, Lệ Giang Thêm Một Áo 432, Bích Lương 432, Kim Anh Nguyên 432, Nguyễn Đặng 432, Liên Trần 432, Đỗ Như 432, Phạm Tuyền 432, Kim Nguyễn 432 set, Nguyễn Lan 2 Áo 432, Phùng Huỳnh 432 set, Dung Phương 432, Ngô Thị Loan 432, Nguyễn Nguyên 432, Phúc Trang 432, Dung Phương 432, Đặng Thụy 432, Trần Thị Nhà 432, Sâm Lâm 432, Nguyễn Thị Liên 432, Tường Linh Nguyễn 432, Kiêu Sa 432 một set, Minh Nguyễn Tuyết 432, Ngọc Nguyên 432, còn một Kim Lâm 432. Em hết. Em bán cho các chị là hoa văn là phải rất là sang và đặc biệt luôn, là chị đều mà thích theo cái phong cách mà gọi là lập thể. Cái này mà các chị may cổ tròn xếp tay dài, các chị mặc đi lễ mùa này mặc thêm với cái quần đen nữa, em bao cho các chị luôn. Các chị có lên 2kg các chị mặc vẫn cứ ok luôn. Và đặc biệt hoa văn này nó may áo dài là siêu siêu xinh luôn. Thì chốt ngay và liền vì em còn đúng, có đúng 3 cây thôi, không có cây thứ tư luôn. Một trong những mẫu mà làm mưa làm gió của nhà em luôn. Một trong những mẫu mà làm mưa làm gió của nhà Tú luôn. 100.000 một áo, chất vải là lụa tơ tằm, không đẹp khỏi cần trả tiền cho em luôn. No, cứ bỏ từ từ đi, em phải tí nữa lại thì ấy lại, còn tí nữa em cũng phải bỏ sau, các em em không có bỏ hết được. Ở dưới nhà nó đã đang còn mấy bao nhiêu ngàn áo chưa xếp xong nữa, tụi em lại bày ra. Các chị ơi, săn lá cho em 100.000 một áo. Dung Hà săn lá, Đỗ Nga săn lá, Phương Nguyên Đỗ săn lá, Nguyễn Thị Hoa Lý xanh lá, Tuyết Nhung xanh lá, Ngân Lê xanh lá, Đỗ Như xanh lá, Thủy Linh xanh lá, Vương Trần xanh lá, Kim Văn Bùi xanh lá, Trang Linh xanh lá, Nhung Hà Thêm Quần của xanh lá, Hồ Nguyễn xanh lá, Tân Đỗ xanh lá, Nguyễn Hà xanh lá, Nguyễn Nhân xanh lá xét, Thanh Áo Dài hai áo xanh lá, Ánh Nguyệt xanh lá, Thanh Đặng Thị xanh lá, Nguyễn Thúy Hằng xanh lá, Jessica Nguyên xanh lá. Các bạn tăng ca mà tối chuyện không có tăng ca thay từ nay từ ban đầu mà là có là tăng ca thôi. Cơ mà các bạn đang biết khi vô trong chỗ cũ thì khi nào tan giờ năm giờ các bạn cũng mong chờ bạn này với lại để sẽ ở với mình nha. Kim Hương xanh lá, Hà Lê hai áo xanh lá.
vào lấy thì các chị chốt xong lấy cho em, giá cho em là 100 ngàn một áo. Đây các chị, mẫu này cũng vậy này. Nguyên mân xanh lá xếp. Đấy, mango là phải bán như vậy cho các chị, chứ không thể bán mấy cái mẫu hoàng anh nhí đâu các chị ơi. Mẫu mà phải nhìn giống như là lụa mà nhìn nó rất là sang cơ với bạn. Chốt đơn cho em 100 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 200 cho em nha các chị nha. Và đặc biệt luôn là em có lô chấm bi mà mình bằng mình hàng lụa cao cấp, rất là đẹp luôn, đủ màu luôn. Ok chị Yên Minh. Yên Minh lấy thêm một áo xanh lá. Cái này còn không? 200 cho em, giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 200 cho em nha các chị nha. Giờ bắt đầu vào mùa này là hàng này phải nói, em nói với các chị là nó cháy hàng kinh hoàng luôn ấy. Nhưng mà tại vì em bán các chị quá nhiều rồi cho nên em ngưng, em không bán rồi, chị em bán nhiều lắm luôn á. Linh Đan tóc vàng 200, Võ Hồng Lý 200, Ngọc Yến 200, Từ Linh Nguyên 200, Lê Thị Nam 200, Đỗ Như 200, Nguyễn Nhân 200, Thùy Linh 200, Trân Châu Xanh Lá Xét, Minh Hiền 200, Nhi Lê 200, Hồ Thị Tường Vi 200, Trang Linh 200, Hà Đỗ Hồng 200, Lê Giang 2 áo 200, Đặng Thủy 200, Hà Lê 2 áo 200, Phạm Mừng 200, Kim Lắm 200, Hà Vũ 200, Thùy Nguyễn 200, Nguyễn Liên 200, Xét Trang Kèm 200. Cho em giá 100 ngàn một áo, chắc phải là lụa mango nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 200 cho em. Em đưa cái mẫu lập thể áo của chị mặc ra đây, có hai màu với anh ơi. Jessie Huân 200, Lê Hồng 200. Ở dưới đấy còn ai nữa không? Lấy mấy cái mẫu mà lập thể đẹp đẹp lên đây cho chị xem nè. Vinh Lan tóc vàng thêm một áo 200, Đàm Nguyễn 200, Thần Phản 200. Các chị nhìn mang hồn nhà bé nè, rất là sang luôn. Mà hàng này của em là hàng chuẩn, hàng gọi là hàng loại 1. Ở dưới chợ nó gọi là hàng chính phẩm đó các chị. 100 ngàn một áo cho em nha các chị nha. Và mẫu này là em mình gọi là gì nè, như đĩa bay đi bác, đĩa bay. Minh Đức 200, Phương Khánh Nguyễn 200, Thảo Vi 200. Một trăm ngàn một áo cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đĩa bay cho em các chị ơi. Bộ trung sức cổ đồ dễ thương quá. Lê Nguyễn 200, cực kỳ dễ thương luôn. Huyền Chi Trần 200. Các chị thấy không, lộ mango ấy, xin lỗi với các chị, nhưng các chị mua thêm 3 năm nữa giá vẫn là 100 ngàn một áo. Còn các chị mua lộ mango nào khác thì em không biết, nhưng mà nếu đúng hàng chính phẩm và giá tại chợ mà gọi là hàng loại 1 và đã giá 39 ngàn một mét rồi, là chạy ra như vậy là 40 ngàn một mét vải. Không có cách gì có thể bán rẻ hơn nổi cho các chị, trừ khi là cái gì đó thôi. Loan Nguyễn 200, Thanh Thúy đĩa bay. Chú mỗi lần em nói tới cái này là em lại mắc cười luôn đó các chị. Nguyễn Văn đĩa bay. Thúy Vũ đĩa bay. Hoàng Hòa đĩa bay. Phan Hằng đĩa bay, là Nguyễn đĩa bay, Nguyễn Bé Thỏ đĩa bay, Vũ Trâm 200 và đĩa bay,
ích đĩa bay, Văn Thúy Nguyễn đĩa bay, Dung Phương đĩa bay. Loan Nguyễn đĩa bay, Hà Thu đĩa bay. Hà Lê đĩa bay, Xúc Trần đĩa bay, Bùi Hồng Sen đĩa bay. Mặc cái này là em nói với cái chị là cái chị mặc là bao gọn người luôn á, rất là dễ thương luôn. Chị nào lấy thì cái chị chốt đĩa bay cho em. Mềm mại, co giãn, rất là thích hợp mặc trong mùa hè. Chốt đơn cho em giá 100 ngàn một áo miễn phí ship toàn quốc cho mình nha. Thu Lương đĩa bay, Võ Hà đĩa bay. Mày các chị nhìn nè, Nguyễn Hạnh đĩa bay, Minh Đức đĩa bay, Thanh Phủ Thúy đĩa bay, Lệ Xuyên đĩa bay, Lan Em Ngô đĩa bay, Hà Đỗ Hồng đĩa bay. Thường á, mà các chị mua vải này không nè, là các chị phải mua từ 2 cho tới 3 áo. Cái số người ta mới hỗ trợ phí ship cho mình. Còn nhà em riêng bán mango cho các chị có nhu cầu mua một áo thôi, em vẫn sẽ miễn phí ship cho mình và giá cũng là như thế luôn nha các chị. Dương Hà đĩa bay, Đỗ Như đĩa bay, Hoa Trần đĩa bay, Ninh Hà đĩa bay, Yến Dương đĩa bay, Lê Thị Lâm đĩa bay, Tiên Nguyễn đĩa bay, Mỹ Dung Châu Thị đĩa bay, Đinh Hồng Lù đĩa bay, Hoàng Oanh đĩa bay, Võ Thị Kim Huệ đĩa bay, Bạch Dương đĩa bay, Nguyễn Bạch Du đĩa bay, Nguyễn Hà đĩa bay. Các chị nhìn giống lập thể của Thái Toán Năm, rất là xinh luôn, đẹp lắm. Trong trăm nghề đĩa bay chị ơi. Có thị thủy gửi hàng cho chị chưa? Nhân viên nhà em liên hệ chốt đơn hàng với chị chưa? Nếu chị ok rồi là hàng đã đi rồi nha tình yêu ơi. Bình Lê đĩa bay, Mai Thu 22, Hồng Loan Nguyễn 22, Đặng Thủy đĩa bay. 22 này á, các chị không cần phối quần gì á, các chị chỉ cần phối quần màu da hay quần màu đen, các chị mặc thôi là đủ đẹp lắm luôn. Loan Hồ 22, Thúy Vũ 22. Mặc những cái này không bao giờ tến, không bao giờ quê luôn, và không bao giờ mà các chị mặc, cho dù các chị ứng dụng may đầm cũng vẫn rất rất là đẹp luôn. Hà Lê 2 áo 22, Huỳnh Ngọc 22, Trần Hồng Thủy 2 áo 22, cho em giá 100 ngàn một áo nha. Chắc phải là lụa mango hàng chính phẩm với các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 22 cho em. Áo nhà Luân Ly 22, Nguyễn Liên 22, Trác Siêu Huynh 22. Cái này này các chị, nó có một cái ưu điểm á, nếu mà như vào mà mùa lạnh á, mùa lạnh á, các chị mặc vẫn không hít. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là cái hàng này này các chị này, nếu mà đặt ở Việt Nam mà làm hàng thiết kế cho các chị thì nó lại không có đẹp. Mà nếu như mà là hàng có sẵn ấy, thì người ta lại không chuyên dệt cho cái chất vải này để may áo dài các chị. Cho nên sẽ không có bông chân nhiều, rất là ít. Và hoa văn của nó hầu như là không có đa dạng. Và giá thành của nó thì lại có một cái ưu điểm, đó là giá rất là tốt. Cho nên là vì sao vải này nó có ưu điểm này thì nó lại có khuyết điểm kia, vải này nó có khuyết điểm kia thì nó lại có ưu điểm này. Cho nên là các chị ơi, vì sao mà hàng này đến bây giờ giá nó vẫn là như vậy, và đặc biệt nữa là nó không nổi hẳn nhưng mà nó cũng không chìm. Có nghĩa là cứ vào bắt đầu vào mùa Tết xong một cái là cái này bắt đầu nó lại trở thành hot, tại vì nó giải quyết được là vào cái mùa nóng mặc rất là ok. Nhưng mùa lạnh các chị để ý đi, chị nào đã có lụa mango mà các chị mặc áo dài rồi ấy, em bảo đảm các chị mặc không hít luôn. Loan Hồ thêm một áo 22, Trâm Nguyễn 22, Quỳnh Trần 22.
Mẫu này các chị cho em là lập thể nha. Giá cho em 100 nha. Lập thể này dễ thương lắm luôn. Đấy, thấy không? Một khi mà các chị mua quá nhiều cao tầm rồi là bắt đầu là các chị là chuyển qua bàn khác. Các chị ơi, lập thể cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em nha. Vân Tràng 22, Hà Thị Thu Huệ lập thể, Thúy Vũ lập thể, Lạc Nguyễn lập thể, Nguyễn Văn lập thể. Lập thể với con không? Vân Tràng lập thể, Giác Sư Huân lập thể, An Hoàng lập thể, Phan Hằng lập thể, Hà Thủy lập thể, Văn Nguyễn lập thể, Vương Ngân Mai lập thể, Nguyễn Giang lập thể, Hà Lê lập thể. Angela Barbie Trần lập thể, Mai Khánh Phạm lập thể. Màu đen hả? Màu đen. Nói chung là bây giờ mình nó nhiều lắm, không nhớ được gì đâu. Thế là treo được rồi, treo ra ngoài cho mấy cô tham khảo đi mấy đứa ơi. Coi như trưa nay bán kệ cho các chị thôi, chứ hàng nhiều quá trời quá đất chưa có làm thịt luôn kìa mấy chị ơi. Lê Liên lập thể, Betty Vũ lập thể, em vừa mặc áo kiểu mà, và em có cả áo dài luôn, và em có cả đầm luôn. 100.000 một áo cho em nha các chị ơi, 100.000 một áo cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 410 cho em nha các chị nha. Ngọc Yến 410, Bích Nguyễn bốn áo 410, Trắc Si Huynh 410, Võ Hồng Lý 410. Sara Trần 2 áo 410, Hà Lê 2 áo 410, Minh Đức 410, Lệ Giang 410, Nguyễn Bạch Mai 410, Nguyễn Nhân 410, Huyền Chi Trần 410, Phạm Nguyên 410, Thằng Huỳnh 410, Nguyễn Hải 410, Trang Linh 410, Trang Trần 410, Vũ Sen 410, Phan Út lập thể, Kim Thoa Trần 410, Đỗ Như 410, nhiều mẫu dễ thương lắm. Em có nhiều mẫu cực kỳ dễ thương của bộ mang đồ luôn. Đây các chị muốn kiếm 100 thì đây. Cái áo mẫu mặc bên em không còn nha mấy chị, nhưng không chốt đơn nha mấy chị. Mẫu này các chị chốt cho em là 63. Em 410. Em nói cho các chị nghe một cái này nè. Nếu mà các chị quay lại khoảng thứ năm hoặc thứ sáu tuần trước ấy, là các chị sẽ thấy là cái hoa em mặc này nè, là cái áo em đang mặc trên người á, là em sẽ từng khuyến mãi cho các chị. Và em nói là mẫu này rất là đẹp, em có áo luôn. Nhưng chỉ có điều duy nhất là các chị biết gì không, là nó bị rớt màu, cho nên là còn những màu nào rất là đẹp em bán cho các chị, em tính giá có 150 thôi, các chị lấy đi, hoa con rất là sang. Đến lúc em bán là nói em năn nỉ gần chết luôn ý. Đến bây giờ mặc là các chị cứ hỏi, thực sự cái hoa văn này nếu chị nào đã từng mua rồi các chị sẽ biết. Không có chị nào mua dưới giá 200.000 bao giờ ấy, 250.000 một áo hết. Mà thời điểm hình như là khoảng thứ 5, thứ 6 gì đấy, là em có bán cho các chị, em tính giá có 150 thôi. Em nói là tơ tầm cao cấp đấy, rất đẹp luôn. Thúy Diễm 410. Bốn sáu ba cho em giá 100.000 một áo, chất vải là lụa mango nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 463 cho em. Kim Hồng
463, Thằng Huỳnh 463, Hà Nguyễn Thanh 410 và 463, Tiên Hương Nguyễn 463, Phan Huyền Trinh 463, Nguyệt Trần 463. Hà Lê 3 áo 463, Trang Đinh 463, Thu Hiền Mai 3 áo 463. Tiên Nguyễn 463. Mấy bạn nhà em cắt hết rồi chị. Đặng Thủy 463, Thanh Đào 463. Xuất sắc không có điểm trừ không? Con trăm. Màu này các chị chốt cho em là 17. Ngọc Anh Nguyễn 463, Kim Trung Hồ 463. 17 xinh lắm. 17 còn đâu mấy đứa ơi. Hoa Nguyễn 463, Lạc Nguyên 17, Jaxi Huỳnh 17, Nguyễn Hà 17, Ninh Hà 17, Bùi Hằng 17, Tô Nhi Trần 17, Én Vàng 17, Hằng Huỳnh 17, Xuân Phương Nguyễn 17, Nguyễn Văn 17, Đỗ Như 17, Đặng Thủy 17, Nguyễn Nhân 17, Hạnh Nguyễn 17, Trang Trầm 17, Phạm Mừng 463, Ánh Nguyệt 17, Tuấn Nguyễn 17, Nguyễn Bạch Mai 17, Lương Thị Kim Huệ 17, Ánh Nguyễn 17, Hà Lê 2 áo 17. Cái nào mà treo ở đằng sau của em đang treo ở đây rồi là ơn em sẵn ra đây cho chị đi, sao chị cứ phải đợi mấy đứa vậy? Bùi Hồng Sen 17, Nhung Hà 17, 17 giá 100 cho chị Hoa Mai, Lan Nguyễn 17, Nguyễn Liên 17 set, quá trời đẹp. Một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 17 cho em. Mình có 20 áo đủ. Đưa đi này qua. Còn một bịch nữa đúng không nhỏ? 20 áo hả? Dạ. Kiểm trí chưa? Chụp qua qua hỏi xe coi xin kho còn không? Trả lời liền cho khách luôn. Đợi em một chút xíu nha chị. Ngọc Anh Nguyên 17, Mỹ Loan Trạm 17, hình như cái lô này còn màu khác không? Đỗ Thị Nguyên Nguyên 463, chị đang đứng ở kia kìa, ra phủ với Tham lấy cho cô ít lấy ra đây rẽ rồi từ từ hoãn cắt, cầm nào cũng không có xong được đâu. Hoa Mai 17, Tim Tim 17, mẫu này các chị cho em là 512 nha, giá cho em là 100.000 một tháng. Không đủ 20 áo. Hoa Mai 512, Linh Lê 512, Hà Lê 512, Trang Trâm 2 áo 512, Phương Trần Thị 512, Lạc Nguyên 512, Tinh Nguyễn 512, Én Vàng 512, Thân Thân Lê Thi 512, Kim Thoa 17, Bùi Hồng Sen 512.
Thằng Đinh 17. Kim Anh 15 12. Chị ơi, các chị ơi, các chị đợi em một chút xíu nha, phần mềm y chiếu được. Tí nữa nó sẽ nhẹ xíu ra. Nguyễn Hương Thu 512. Em cũng không còn đủ 18 lá cho thằng Nam bên cả. 17 em hết rồi ạ. Em đang bán cho các chị từ nãy giờ là lúa mango đó các chị. Em đang bán cho các chị từ nãy giờ là hoàn toàn là lụa mango hết. Hàng lụa mango nhà em thì chị đã mua quen rồi, các chị sẽ biết nha. Hoàn toàn là hàng chính phẩm hết. Mẫu này là mẫu em mặc này các chị. Một trong những mẫu mà làm mưa làm gió. 23 cho em, giá 100.000 một áo. Chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em nha. 17 hết rồi các chị. Ờ nhưng mà có chị kia chỉ hỏi mua 17 cái hay không có. Nguyễn Bé Thỏ 512, Phương Trang 23, Lê Thúy Văn 23, Sinh Nguyễn 23, Nguyễn Văn 23, Lưu Hương 17, Thanh Nguyên 23, Hà Lê 2 áo 23. 23 này là mẫu là em nói với các chị là riêng mẫu này là nhà em có hai màu, là cái màu này là màu em mặc của đợt trước này, là em mặc riêng về bán cho các chị, cho nên là hàng mẫu này của nhà em là độc quyền với các chị luôn, rất là đẹp luôn. Ba cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em nha. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Mango có giãn không em ơi? Ồ các chị ơi, mango là siêu giãn luôn á, đẹp lắm. cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em nha các chị nha. Lệ Giang 23, Hoàng Đinh 23, Phạm Kim Lan 23, Lan Trần 23, Hà Đỗ Hồng 23, Lan Nguyễn 23, Nguyễn Hồng 23, Phương Phạm 23, Na Nguyên 23, Uyên Võ 23, Thu Hiền Mai 2 áo 23, Nguyễn Nguyên 23. Rồi cái hồng toàn cái 23 hàng của em mà nó như nhung luôn đấy các chị, chứ nó không phải như cái hàng mấy cái hàng ở Hồng Mạnh Nguyễn Thi 23 đơ đơ cứng cứng đâu, ai nhận cái này rồi cũng đều biết tới mẹ thôi. Bán nổi tiếng lụa mango mấy năm về trước luôn á. Thu Hà 23, Trần Thị Nhân 23. Cái đây khoảng 3 năm ấy, cứ nó tới lụa mango 23. Là nhắc tới cẩm tú. Lan Anh Ngô 23, Văn Vũ 23, Thúy Vi 23, Hà Nguyễn Thanh 23, Mai Buồn 23, Huệ Trinh 23, Đẹp Nhung 23, Thúy Văn 23. Chốt hết đi, tí nữa kiểm lại mới được. Đỗ Thị Nguyên 23,
Tạ Xuân 23. Cái gì là một thứ thôi. 23 cho em giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em đi các chị nha. Giá cho em là 100 các chị ơi. Miễn phí ship toàn quốc cho mình nha các chị nha. Kết quả là lụa mango nha các chị. Hồng Đinh 23, Loan Trương 23, Yến Nguyễn 23, Vinh Hưng 23, Kim Ngọc 23, Phương Nam 23, Nguyễn Trâm 23, Bạn Liên 23. Các chị kiếm bông chân thì các chị mặc mẫu này. Làm Nguyễn 23. Một áo 2m khổ 1m6 nha chị Thuy Nguyên ơi. Một áo bên em là dài 2m khổ 1m6 nha chị. Mẫu này các chị cho em là 652 nha. Nguyễn Thị Cẩm Vân 23. Mẫu này mà phối quần đen hoặc phối quần màu cam là hết sảy con bà bảy đấy. Thúy Diễm 23, Hàn Nguyễn 652, Yến Nguyễn 652, Ninh Phạm 652. Dạ 100 ngàn một vải áo nha chị. Nguyễn 652, Cấu Trúc 23, Hà Lê 2 áo 652, Kim Anh Mùi 652. Nguyễn Hà 652, Vinh Huân 652, Én Vàng 652. 652 em còn khoảng chục áo là hết. Chị nào lấy thì cái số 652 cho em. Hàng Lam Đỗ 652, Lệ Hà 652. Mấy cái điều mà nó không ra giờ nó mới ra. Cái đó để tí nữa để kiểm lại đi. Mẫu nào bị thiếu nào bị trùng á thì là đấy, đừng có bỏ mẫu tham chiếu nữa. Gấu Trúc 652, Nguyễn Trâm 652. Dạ yeah, có đồ co giãn thoải mái nha tình yêu ơi. 34 cho em giá 100 nha các chị nha. Chị có đơn ngày 22. Ok chị kiểm tra liền này. 22 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 22 cho em giá 100 nha. Loan Vũ Thi 652, Nguyễn Dinh 652, Linh Nguyễn 652, Kim Ngọc 34, Hương Trần Thị 34, Võ Hồng Lý 34, Anh Phan 34, Hà Lê 34. Là Nguyễn 652, Mỹ Linh Nguyễn 5 áo 34, Thằng Linh 34, Ok chị không tên để kiểm tra đơn ạ. Lệ Giang 34, còn 4 áo 34 thôi. Giang Giang 34, còn 3. Còn hai Bạch Tuyết 3, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết 23. Mẫu này các chị cho em là 025 giá 100 nghìn. Còn 8 nào.
Loan Vũ Thi 3, 4. Còn 1. 025 là giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 025 cho em. Phúc Trang 025. Mỹ Linh Nguyễn Lam Áo 025. Còn 2. Sa Đa Trầm 2 áo 025. Mẫu này là 65 em còn 2. Sáu lăm em có 2. 100.000 một áo các chị ơi. Cô Nhi Trầm 65. Đẹp lắm chị. Thủy Nguyễn 65. Mẫu này các chị chốt cho em là 81. Hết à? Cái mẻ này mẻ bao nhiêu? Diễu đâu rồi? Cái này còn một áo nè. Diễu đâu? Mẻ số đâu? Các chị ơi, màu này các chị lấy thì chốt cho em là 810 nha. Hương Trần Thị 810. Ok chị Nguyễn Đạt, để bên em kiểm tra đơn ạ. Hà Lê 810. Nguyễn Văn 810. Gần nhất là cái mẻ 34 thôi, còn mấy cái kia quăng qua luôn đi. Qua lâu rồi em bỏ bớt qua cho nó đỡ rối đi. Cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị số 810 cho em nha các chị nha. 34 là em còn một áo này, chị nào lấy thì các chị lấy luôn đi các chị. Và mẫu này các chị chốt cho em là 810 giá 100.000 một áo. Mẫu này cũng là mưa làm gió một thời gian luôn này, mẹ em bán chấn động luôn. Thu 3, 4. 619 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 619 cho em. Giá cho em là 100.000 một áo các chị ơi. Đẹp quá trời luôn. Mấy cái mẫu này nè, sang lắm á. Tôi lấy ra bán cho các chị của Lô Mango đấy. Chứ còn đợt này nhập có hàng hoàn toàn cũng giống y chang như vậy. Mà những cái mẫu này là không có hàng luôn á. Mỹ Linh Nguyên 5 áo 619. Hàng Huỳnh 619. Nguyễn Tâm 619. Loan Nguyên 619. Duy Nguyễn 619. Lê Lụa 619. Dung Phương 619. Bùi Hằng 619. Thằng Đặng 619. Nguyễn Thanh 2 áo 619. Sa Đa Tràng 2 áo 619. Mai Nhung Trầm 619. Quy Lê 619. Thằng Đinh 619. Lộ Thị Quân 619. Bạch Dương 619. Dương Phương 619. Lành Lê 619. Còn 2. Nguyễn Văn 619. Còn 1. Xuân Bình Nguyễn 619. Cho em là 56. Cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 56 cho em nha các chị nha. Kim Ngọc 56. Thân Toàn 56. Anh Tú 56. Nhung Nguyễn 56. Sinh Nguyễn 56. Mai
Nhung Trần 56, Phạm Liên 56, Nguyễn Nhi 56, Giang Hồ Hai Áo 56, Tú Nguyễn 56, Nguyễn Ngọc Thu 56, Loan Vũ Thi 5, Loan Vũ Thi 619. 619 hết rồi. Chị Loan Vũ Thi mã 619 em hết, em xin lỗi chị ạ. Thủy Lưu 56, Nguyễn Thảo 56, Nguyễn Văn 56. Hiền Nguyễn 56. Hà Lê 56. Cái đồ mango này còn có thứ gọi là chiêu lụa với lại là gì nhỉ? À, ngọc bứt nữa các chị. Trời ơi, có một kiểu mango dùm em đi các chị ơi. Vương Vũ Thi 56, Trần Hương 56. Mango là mango đi. Trời ơi, chiêu lụa chiêu lông gì nữa các chị ơi. Mẫu này các chị cho em là lập thể đen trắng, giá cho em là 100.000 một áo, còn có bằng nào ai nhanh tay thì màu. Kim Hoa 56. Bác ơi, em bê mấy cái hàng mà ở bên đó, ví dụ còn 5 áo, 7 áo, 10 áo khỏi cần từ từ đưa ra đây chị bán cho nhanh này, đợi tụi mày soạn hàng vậy. Ôi trời, có lâu lắm luôn á. Lập thể đen trắng có 7. Hồng Minh Lưu đen trắng. Đỗ Như lập thể đen trắng. Hà Lê hai áo lập thể đen trắng. Còn 3. Nguyễn Văn lập thể đen trắng. Còn 2. Hương Trần Thị lập thể đen trắng. Còn 1. Lạc Nguyên lập thể đen trắng. Hết. Mẫu này các chị cho em là 636, không đẹp không lấy tiền nha. Trúc lập thể đen trắng. Các chị ơi, 636 cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 636 cho em nha các chị ơi. Ngừng treo đi. Mấy cái hàng ở đó treo 1, 2, 3, 4 mã nhanh lên trên đây rồi đợi hàng ở đây cho chị qua lấy mấy cái hàng mà 5 áo, 7 áo, 10 áo. Ra đây cho chị cho nhanh nè, khỏi cần phải treo luôn. Trời ơi, đợi mấy đèn treo, trời ơi bán còn hơn kilo mỗi tần nữa. 636 cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 636 cho em. Của mango giá 100.000 một áo, miễn phí tiếp cận book cho mình này các chị ơi. Mai Nhung Trần 2 áo 636. Tô Thị Kim Nhàn 636. Mỹ Linh Nguyên 5 áo 636. Hà Lê 2 áo 636. Thu Hiền Mai 636. Jenny Huỳnh 636. Thanh Nguyên 636. Hằng Huỳnh 636. Loan Trương 636. Còn 3. Kim Anh Bùi 636. Còn 2. Hằng Dinh 636. Còn 1. Loan Vũ Thi 636. Mẫu này các chị cho em là 190, giá cho em 100.000 một áo nha các chị nhé. Mai Nhung Trần 2 áo 190. Nguyễn Thảo 190. Thúy Nguyễn 190. Hà Lê 190. Nguyễn Thị Nga 2 áo 190. Thu Phạm 190. Hằng Đinh 190. Đạt Nguyên 190. Kim Nguyên 190. Thanh Trần 2 áo 190. Nguyễn Văn 190. Nguyễn Thủy 190.
em bấm một máy duy nhất thôi. Em mà bấm một hồi là cả hai máy nó đều không chơi luôn. Mẫu này các chị cho em là 514 nha. Cái nào mà nó quá, nếu mà không ra thì để tí nữa rồi sẽ in sau. 514 cho em, giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 514 cho em. Mai Nhung chẳng 514. Tiền Nguyễn 514. Hà Lê 514. Nguyễn Thị Nga 2 áo 514. Linh Đan tóc vàng 514. Yến Châu 514. Jenny Huỳnh 2 áo 514. Kim Hoa 514. Đặng Thủy 514. Kim Nguyên 514. Chị thương cực kỳ. Rất đông. Hoàng Văn rất là duyên dáng vô cùng luôn. Có đồ co giãn không cần phải lót nha các chị nha. Tạ Xuân 514. Phương Nguyễn 514. Loan Vũ Thi 514. Nguyễn Thu 514. Thúy Diễm 514. 100.000 áo. Mẫu này các chị chốt cho em là xanh lá nha. Xanh lá là có nghĩa là cái nền của nó là cái màu xanh, và cái loa này là cái lá chứ không phải là màu xanh lá nha các chị nhé. Đăng Lê 514. Lên Hồng Sen đi Tú ơi, Hồng Sen là cái gì? Mình đang bán này bảo lên Hồng Sen là cái gì chế ơi. Còn Tô Tạm Hoa Cúc hôm nay em lên rồi các chị ơi, không lên nữa đâu. Thì nào lấy thì các chị chốt đơn cho em nha các chị nha. Lạc Nguyễn xanh lá, Lan Trần xanh lá, Phương Nam xanh lá, Nguyễn Thị Nga xanh lá, Đường Vi xanh lá, đâu đưa đây cho chị nào. Nguyễn Phượng xanh lá, Nguyễn Lam 514. Không hai cho em giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt không hai cho em nha các chị nha. Mẫu này là mỗi mẫu em chỉ có một áo thôi, có mẫu có hai áo ba áo nha các chị nhanh tay cho em. Chị thương nhé. Đồng giá cho em 100.000 một áo. Nguyễn Hà 98.
Phạm Liên 83. Mẫu này mặc mà không xinh nữa thì thôi luôn. Võ Mụi 194. Mai Nhung Trần 682. Hằng Huỳnh 682. Võ Hồng Lý 682. Lan Nguyễn 682. Hồng Thủy 682. Diệp Nguyễn 682. Hà Lê 682. Hoàng Linh 682. Hồng Hạnh 682. Châu Long 682. Nguyễn Thị Sang 45. Nguyễn Thị Nga 07. Mẫu này Phương Hồ 682. Mẫu này mà các chị không lấy khoảng cần phải mặc mùa hè luôn. Quá trời quá. Hà Lê 125. Từng lắm lắm luôn. Đây mới chuẩn gọi là hoa nhí mà nhí dễ thương. Chị Nguyễn Thị Nga 71. Các chị nhìn thấy không?
172 cho em, giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 172 cho em. Một 172 là giá 100 nha các chị nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt 172 cho em. Miễn phí ship toàn quốc cho mình, mềm mại có độ co giãn, bao cho các chị mặc 3 tháng luôn, thử xuất từ chị cứ tiền trả lại cho tôi. Vi Lê 172, Hà Lê 172, Hằng Đinh 172, Nguyễn Hương 172, Trương Liên 172, Hạnh Văn 172, Hồng Anh 172. Có đọc tên là có hàng hả chị? Thì nào lấy thì các chị chốt 172 cho em. Thằng Phạm 172, mẫu này các chị chốt cho em là nhí hồng 172, Nguyễn Thị Lan 172. Chỉ cần soạn mẫu nào mà cô bán rồi thì dẹp bớt nó lại rồi mang lên đây cho cô để cô biết được mẫu nào thì cô sắp xếp cô bán. Còn cứ để ở dưới đấy là không có biết đường nào mò đâu. Vân Thúy Nguyễn 172, Hoa Trần Thị 172, Phạm Liên 2 áo 172, Jenny Huỳnh 2 áo nhí hồng. Này các chị dễ thương lắm. Nhí hồng cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí hồng cho em. Phương Phương nhí hồng. Anh Tú nhí hồng. Phạm Kim Lan 172. Mỹ Linh Nguyễn 5 áo nhí hồng. Trung Bình Nguyễn nhí hồng. Thơ Lê nhí hồng, Nha Trang nhí hồng, Trung Nguyễn Kim Dung nhí hồng, Đoàn Thị Thúy nhí hồng, Giang Phạm nhí hồng, Mỹ Linh Phạm nhí hồng, Nguyễn Phúc nhí hồng, Nguyễn Thị Sinh nhí hồng, Thanh Thúy nhí hồng, Đỗ Thị Hà Trang nhí hồng, Kim Văn Mùi nhí hồng là một. Đưa mấy cái hàng đó lên đây nào. Phương Hồ nhí hồng. Mẫu này các chị cho em là 885. Đẹp vô cùng. Chốt đơn cho em là 100.000 một áo. Miễn phí ship toàn quốc cho mình. Hàng nhà Tú là hàng chính phẩm luôn. Có bán hàng nào khác ngoài ra hết đâu các cần yêu ơi. Màu này ở ngoài của nó là màu rêu nha, không phải màu đen nha các chị nha. Cho em giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 885 cho em ha. An Hoàng 885, Jenny Huân 885, mẫu này các chị cho em là caro xanh dễ thương lắm. Nguyễn Thanh 885, Jenny Nguyễn 885, Anh Tuyết Nguyễn 885, Hà Lê 885. Caro xanh cho em giá 100. Siêu dễ thương luôn. Cái này mà nếu mà may áo dài các chị may cho em là tròn xác mà tay phồng, mà hơi bị dễ thương. Phụng Hồ hai áo caro xanh, Thủy Lưu caro xanh, Nguyệt caro xanh, Quỳnh Trúc caro xanh, dạ mà áo em mặc hết rồi tình yêu ơi. Gấu Trúc caro xanh, Hồng Thu hai áo caro xanh. Chuột, hơi bị sưng luôn á.
Mẫu này các chị cho em là 59, 100 ngàn một áo các chị ơi. Nguyễn 760, Giang Phạm 760, Jenny Lê 760, Tô Thị Kim Nhàn 760, Nguyễn Bạch Mai 760, Hà Lê 760, Jenny Huỳnh Hai Áo 760, Nguyễn Thơm 760, Lệ Trang 760, Diệp Nguyễn 760, Hồng Thúy 760, Đắc Phi Huynh 760, Lê Liên 760, Cơ Thanh Thị Kiến 760, bảy sáu không là giá 100 nhé. Đỗ Mai Mai 760. Giá 100 thì nào lấy thì các chị chốt 292. Đây này, mẫu này có chị nào vừa mới hỏi em này. Đợt trước em bán được có một đợt duy nhất là nó hết hàng luôn. Nó là mango đấy, nhưng mà mango 4D có nghĩa là mình hàng của nó là ở trong của nó màu da đẹp lắm, mình hàng rất là chuẩn. Hai phân của nó sang ngang ngửa với lại Thái Tuấn luôn. 292 cho em giá 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 292 cho em các chị ơi. Mai Võ 292, An Hoàng 292, Nguyễn Bạch Mai 292, Phương Nguyễn 292, Phạm Liên 292, Tuyết Ánh 292, Hồng Đặng 292, Kim Hoa 292, Hải Ngô 292, Hà Lê 292, Mai Uyên 292, Áo Dài Thanh Vân Hoàng 292. Ba đi chưa ra nha. Ba Nguyễn 292, Lạc Quyên 292, Tuyết Trương Thi 292, Tìm Lại Bản Thân 292, Dương Đoàn 292, Cô Nguyễn 292, Nguyễn Ngát 292, Phạm Châu 292. Mua được đúng một đợt duy nhất, không có đợt thứ hai luôn. Nguyễn Văn 292, Hà Dương 292, Cơ Bụi 292. Nhà Tú có bán vải trơ nhổ vậy không? Có bé mua được một đợt trước một lần luôn mà không bán luôn. Có luôn chị. Còn được một ít màu, màu trơn nha chị nha. Để em coi coi nếu mà còn thời gian em cho nhân viên soạn ra bán các chị mấy chục ngàn một áo thôi. Đẹp đúng không chị? Mặc mùa này là đúng hợp bài luôn á. Nguyễn
Quý Tư 292, Kim Trung Hồ 292, Ngân Lê 292. Trời ơi, cái này nè, cái này mà bây giờ em nói thật xin lỗi chứ nói trộm vía với các chị, chứ em mà đổi một cái tên đẹp mỹ miều em không bán các chị giá 130.000 một áo, em không phải là phẩm tú luôn á. Các chị sẽ không bao giờ phát hiện ra đây là chất vải lụa mango đâu. À. 120 cho em, giá 100 luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 120 cho em luôn. Chỉ cần em đổi một cái tên thôi, tại vì các chị biết sao, em cho các chị so sánh cỡ nào cũng không bao giờ các chị so sánh được. Tại vì cái mộc của nó hoàn toàn ở trong của nó là màu da, và cái chất vải của nó đẹp, rất là đẹp luôn. Đẹp như hồi trước mà các chị đã từng mua siêu 300 với một giá đến 300.000 một áo ấy, các chị nhớ không? Đó là nó đẹp như vậy luôn, nếu mà em mua được đó, cái thì có đúng một đợt đấy được có 4-5 cây hàng là nó hết hàng luôn. Tô Thị Kim Nhàn 292, Phạm Hà 120, An Hoàng 120, Tiết Anh 120, Hà Lê 120, Lý Thanh 292, Đại Nguyễn Thi 292, Thú Phượng 292. Nguyễn 120, Tô Thị Thay Gần Thị Đen 120. Chứ thì cháu phải bỏ phiếu vô đi chứ, tại sao lại không bỏ được tí nữa rồi đâu, cháu không có nào đủ rồi. Bỏ phép thì con bé này nó vừa ôm đi đây nè. Nguyễn Vinh 120, Tuyết Trương Thi 120, một 120 cho em, giá 100.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 120 cho em các chị ơi. Vũ Thị Hồng 120, Hiền Nguyễn 120, Áo Dài Thanh Văn Hoàng 120, giá 100.000 một áo, cái nào dứt điểm được bỏ phiếu được dứt điểm cho tụi nó, vì là ở dưới nhà đã bắt 2-3 đứa của mấy đứa xếp hàng nó lên đây nó phụ tụi em rồi, thì cái nào tụi em bỏ được phiếu được chuẩn thì tụi em bỏ khoảng câu cũng phải xếp lại. Hà Lê 12, Hồng Cúc Nguyễn 12. 12 cho em, giá 100.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 12 cho em. Tiết Trương Thi 12, Trần Thị Nhân 12, Danny Lê 12, Phạm Hà 12. Mẫu này các chị cho em là 23. Cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 23 cho em nha các chị. Thơ Vùi 12, Tạ Nhiệm 12, Cúc Trần 12 là bài gì em cũng không biết luôn tình yêu ơi. Phạm Châu 23, Tiền Nguyễn 23, Nguyễn Trần 23, Tuyết Trương Thi 23, Phạm Miến 23, Hà Lê 2 áo 23, Trần Thị Nhân 23, còn 6, Lưu Thúy 23, còn 5, Lê Thị Kim Phước 23, còn 4, Phương Phạm 23, còn 3, Thảo Ngọc 23, còn 2, Uyên Võ 23, còn 1, Lạc Uyên 23. Các chị ơi, bây giờ em nói các chị ơi, bất cứ vải gì cũng vậy hết, nếu em sắp xếp được em sẽ bán cho các chị.
còn nếu mà em chưa sắp xếp được thì các chị đón xem livestream của nhà em từ thứ hai cho tới thứ bảy hàng tuần lúc 12 giờ trưa và từ thứ hai cho tới thứ sáu hàng tuần vào buổi tối lúc 20 giờ nha. Màu này các chị chốt cho em là 075, giá cho em là 100.000 một áo, chất vải là lụa mango về phi ship toàn quốc cho mình nha các chị nha. Màu này các chị cho em là 075 nha các chị nhé. Đào Nguyễn 075. Hà Lê 2 áo 075. Vương Phạm 075. Là nguyên 075. Có phải Thái Tuấn không chú ơi? Thái Tuấn hôm qua tối qua bán trên trận trong đầu. Nguyễn Thị Hồng 075. Còn Hồng Cúc Nguyễn 075. Tuyết Trương Thi 075. Mẫu này các chị cho em là 186 à, 796 chứ. Vẫn có màu tím than không Tú ơi, chị lấy 12 áo. Dạ còn tím than là tím than nãy giờ mình bán còn không ta? Giá 90 á. Hết rồi chị ơi. 796 cho em giá 100.000 một áo chị nào lại. Đã nói là đừng có lấy, để y bác. Khi nào chị liếc thấy còn nó tự nó ra nó lấy được rồi. Đừng có lựa trước mặt chị nữa. Một hồi ta rối một như mớ bồng bông luôn á. Mà một khi rối là không có tập trung bán hàng được đâu. Tiên Linh 796. Hà Lê 796. Nguyễn Thảo 796. Nguyễn Dung 796. Lý Thanh 796. Bảy chín sáu cho em giá 100 chị nào lấy thì các chị chốt 796 cho em nha các chị nha. Tuyết Anh 796. Trần Nhãn 796. Mẫu này các chị cho em là 213. Cho em giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 213 cho em nha. Em like cho các chị thêm mẫu ở đằng sau nữa. Xong rồi bắt đầu em sẽ lên vải xét cho các chị đi. Chứ cái này một hồ nó rối tết mới chê ơi. Quý tư 213. Nếu mà chị có mua một like trong một ngày mà có hai đơn hoặc là like trưa và like tối thì bên em sẽ gom cho chị thành một đơn hàng. Còn nếu như mà ngày hôm trước ngày hôm sau thì không gom được vì bên em có chương trình hỗ trợ phí ship cho mình, chị có mua thì cũng đâu có mất tiền phí đâu, cho nên cứ tới đâu bên em sẽ làm tới đấy cho các chị. Và đặc biệt nó như thế nào cho gọn nhất cho mình, có lợi cho bản thân các chị mua hàng và bên em làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn cho các chị. Các chị cứ yên tâm nha. Tuyến Vũ 2 áo 213. Lê Thu Hường 213. Chắc Si Huân 213. Lạc Nguyên 213. Vi Lê 213. Phong Linh 213. Hà Trương 213. Mẫu này các chị cho em là 674. Vũ Liên 213. Mẫu này bông trâm sang lắm, một trăm ve chai đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt 674 cho em nha. Giá là 100.000 một áo các chị ơi, miễn phí ship toàn quốc cho mình nha các chị nhé. Và các chị có nhớ cái cơ phẩm mà em mặc áo bà ba không? Em có về đủ màu cho các chị luôn nhé. Đợi em một chút xíu nhé. Áo nhà Thanh Văn Hoàng 213. Đi 3 giờ rồi hả? Rồi xong luôn. Đấy. Nó mà chậm là em nói với các chị là thời gian nó qua mau vô cùng luôn. Văn Văn 674. Nguyễn Thanh 674. Phạm Yến 674. Vương Lan Trần 674. Thằng Huỳnh 674. Hoàng Oanh 674. Còn Hà Lê 3 áo 674. Ánh Nguyệt 674. Tô Thị Kim Nhàn 674.
Tô Nhi Trần 674, Bảo Vàng Lê 674, Thằng Hạnh Đoàn 674, Nguyệt Trần 674, Nguyễn Thị Sinh 674, Quý Võ 674, Lê Oanh 674, Tuyết Trương Thi 674. Trần 674, Quý Võ 674, Nguyễn Bạch Mai 674. Mẫu này em bán tặng cho các chị, mỗi chị chia sẻ livestream cho em. Giờ này vẫn còn 600 chị đang xem livestream. Mã số cho em là 90, chốt đơn cho các 90 mã cho mình có rồi đúng không? Dạ, có rồi. Mã này các chị chốt đơn cho em là mã số 80, chốt cho các chị giá 80 ngàn một áo luôn, miễn chi ship cho mình luôn. Chất vải là lụa mango luôn. Ok chưa? Thằng Huỳnh 80, Tuyết Trương Thi 80, Hà Lê 80, Tô Thị Kim Nhàn 80, Mỹ Linh Nguyễn Nam Áo 80, Dung Nguyễn Kim Dung 80, Mai Võ 80, Tuyết Ánh 80, Vi Lê 80, Nguyễn Thị Sinh 80, Nguyễn Kim Yến 80, Phương Trương 80, Lạc Nguyên 80, Lan Anh Nguyễn 80, Nguyễn Huế 80, Tuyết Ánh 80, Hạnh Đoàn 80, Nguyễn Bạch Yến 80, Trâm Anh Nguyễn Thị 80, Nguyễn Thảo 80, Dương Minh Đào 2 áo 80, Gia Huy 80, Thu Thiện 80, Đỗ Thị Hà Trang 80, Thanh Trúc 80, Thương Đoàn 80, Bảo Phan 80, Hà Lê 2 áo 80, Ngân Lê 2 áo 80, Tạ Nhiệt 80, Lê Hằng 80, Hoa Nguyên 80. Để lại cho chị mỗi màu một áo đi, rồi tí nữa chị lựa riêng ra cái để gọn xuống dưới đi, rồi là để tối đến tí chị quay lên coi chị lựa cho thêm một ít nữa. Mẫu này các chị cho em là vàng đen đi, em chốt luôn các chị giá 80 ngàn một áo luôn. Chắc phải hàng này em nhà em gọi là hàng công ty ấy, hàng chính phẩm với các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt đen nhí, vàng nhí đen cho em giá 80 ngàn một áo nhé. Vàng nhĩ đen, Tuyết Trương Thi vàng nhĩ đen, Hồ Nguyễn Văn vàng nhĩ đen, Hà Lê ba áo vàng nhĩ đen, Tìm Lại Bản Thân vàng nhĩ đen, Cẩm Tú vàng nhĩ đen, Lạc Nguyên vàng nhĩ đen, Trần Thanh vàng nhĩ đen, Trâm Anh Nguyễn Thi vàng nhĩ đen, Lan Nguyễn vàng nhĩ đen, Võ Mụi vàng nhĩ đen, Huyền Trần vàng nhĩ đen, Đỗ Như vàng nhĩ đen, Phạm Châu vàng nhĩ đen. Chị thương lắm các chị ơi. Cát Bụi vàng nhĩ đen, Trần Nhãn vàng nhĩ đen, Thủy Nguyễn vàng nhĩ đen, Nguyễn Hoa vàng nhĩ đen, Trần Thanh thêm một vàng nhĩ đen, Kim Văn Mùi vàng nhĩ đen, rồi bây giờ cái lô mà dùng áo là ba buổi mặc
4 5 màu. Em có về cho các chị 5 màu. Kim Anh vàng nhĩ đen, Mai Khánh Phạm vàng nhĩ đen. Có một chị hỏi em là tím Huế còn không, chị muốn may đồng phục. Chị ơi em còn tơ tằm cho em nên mà một tím Huế được không? Chị lấy thì em tính giá cho chị là 120.000 một áo. Mấy áo nữa? Dạ em tin các chị có 100.000 áo thôi các chị ơi. Chắc phải là lụa tơ tằm nha các chị nha. Tơ tằm cũng được hay là các chị gọi cho em là gấm cũng được. Giá 100.000 có tổng 5 màu. Mỗi màu chắc có khoảng cho các chị là khoảng 5-60 áo thôi là hết hàng luôn á. Nhĩ đen không ai lấy nữa em què nha. Rối quá mấy chị ơi. Không biết khoảng là nó rối như vậy. Mấy cái này còn không? Còn hết đúng không? Mẫu này các chị thấy cho em là 455, giá 100.000 một áo, giống cái áo bà ba em mặc đấy các chị nhớ không? Nó đó. Tổng nó có là đúng 5 màu thôi, các chị lấy liền đi, giá có 100.000, trời ơi nó rẻ lắm luôn ấy. Hồng phấn hết rồi chị ơi, hồng phấn mẫu nào em cũng không có còn luôn. Hồng Huỳnh 455. Mỹ Linh Nguyễn 5 áo 455. Kiếm lắm mắt cái này đi kiếm lùng hết cả à, cái chợ phải vô kho mới mua hay cái gì. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 455, Cẩm Tú 455, Chi Lê 455, Đặng Thủy 455, Nguyễn Thị Thu Hằng 455, Nguyễn Thị Đào 455, Ngọc Hoài Lê 455, Hương Nguyễn 455, Quý Võ 455, Hà Lê 4 áo 455, Ngọc Anh Phụ 455, Quyên Ngã 455. Và áo em đang mặc hết rồi các tình yêu ơi, em chỉ còn mỗi màu đỏ thôi. Ngọc Hoài Lê 2 áo 455, Út An 455, giá cho em là 100.000 một áo. Mẫu này các chị cho em là 043. Màu này các chị cho em là 043 nha. Hà Trương 455. Trời màu này đẹp quá. Đúng chuẩn màu hồng, hồng dâu nhạt luôn. Kim Anh Nguyễn 455. Quá chuẩn luôn. Bí Ngô 455. Mỹ Linh Nguyễn 5 áo 043. Nguyễn Thị Đào 043. Đeo Nguyễn 043. Nguyễn Thảo 043. Như Nguyễn 043. Nguyệt Ánh 10 áo 043. Nhà Mai Thảo Yến 043. Sở Thanh Thị Kiến 043, Dung Nguyễn 043, Hà Lê 2 áo 043, Là Nguyễn 2 áo 043, Văn Anh Trần 6 áo 043. Đủ màu mỗi Thành màu. Thành Đoàn 043, nó luôn đi Thanh ơi. Phạm Bích Liên 043, Nguyệt Nguyễn 043, Uyên Võ 043, Nguyễn Bích Ngọc 043, Bí Ngô 043, Thu Hương Nguyễn 455 và 043, Trang Quách 043, Nguyễn Huế 3 áo 043, Hạnh Đoàn 043, Mây Xanh 043, Ngọc Hoài Lê 2 áo 043, Đặng Thủy 043, Vũ Thu Hồng 043, Áo Dài Thanh Văn Hoàng 043. Giá 100.000 một áo nha các chị nha. Hằng Huỳnh 043. Màu này ở ngoài á, nó không phải là màu, nó không phải là màu trắng
mà nó cũng không phải màu kem luôn, nó là màu da rất là đẹp luôn, và một trong những màu mà nhà em năm ngoái bán cho các chị là gọi là màu bị gọi là bị cháy hàng á. Thằng Hà thêm hai áo, thằng Hà hai áo không cuốn ba, Vân Anh Trần thêm 8 áo không cuốn ba, Mai Xanh thêm 1 áo không cuốn ba, Út Đăng không cuốn ba, Anh Na Thư không cuốn ba. 6-7 năm là màu da sữa nha, đẹp lắm các chị ơi. 100.000 một áo, chị nào lấy set luôn thì đánh cho em 6-7 năm set luôn, giá 180.000 một set nha các chị nha. Nguyễn Thuế 4 áo 6-7 năm, Xoài Dừa 6-7 năm, Nguyễn Thị Đào 6-7 năm, Xanh La 6-7 năm, Nhà May Thảo Yến 6-7 năm, Hoàng Bảo 6-7 năm, Nhung Nguyễn 2 áo 6-7 năm, Lê Kiều 043, Tâm Hồng 6-7 năm, Hà Lê 3 áo 6-7 năm, Vy Chi Liên Nguyễn 043, Nguyễn Linh 043, Lạc Nguyên 5 áo 6-7 năm, Nhung Nguyễn 6-7 năm, Tâm Hồng 6-7 năm, Long Đồng 6-7 năm, Uyên Võ 6-7 năm. Phạm Bích Liên 6-7 năm. 100.000 một áo và 180.000 một set. Màu này ở ngoài của nó là màu dạng như là màu biển, màu biển phớt. Phối này là phối quần màu xanh đen nha các chị nha. Thương Nguyễn Thi 6-7 năm. Các chị chốt cho em là 174. 174 giá 100 và 180 em có tổng là 6 màu. Thì em sẽ úp hình lại cho các chị xem. Nguyễn Thường 043, Mỹ Linh Nguyễn 5 áo 174, Nguyễn Hà 174, Giang Phan Thị Triều 174, Nguyễn Linh 174, Như Trang 174, Thằng Huỳnh 174, Nguyễn Thị Đào 174, Nguyễn Huế 3 áo 174, Lạc Nguyên 174, Phúc Nguyên 174, Nhung Nguyễn 174. Bỏ phiếu đi. Bỏ phiếu. Nguyên Võ 174. 174 cho em giá là 100.000 một áo và 170.000 một set nha. 6 màu. Cáp Bụi 174, Hoa Nguyễn 2 áo 174. Màu này các chị cho em là 18. 18 phối với quần màu hồng phấn. Có sắc. Xanh lá 18. Áo dài kim liên 18. Anh Tú 18. Chị nào lấy thì các chị chốt 18 cho em, giá cho em là 100.000 một áo nha các chị nha. Và màu này là màu cuối cùng là màu cam đất. Bảy sáu tám cho em giá 100. Phan Thị Bích Nhung 18. Thăng Huỳnh 768. Loan Nguyễn 768. Ly Chi Ly Nguyễn 18. Nhà Mai Thảo Yến 768. Nguyễn Tăng 768.
Phan Thị Bích Nhung 768, Mỹ Linh Nguyễn Nam Áo 768, Phương Hà 768, Di Thái 768, Hồng Đầm là mẹ 455 á chị, Phai Phai 768, Nguyễn Thị Thúy Hằng 174, Tuyền Nguyễn 768, Hà Lê Hai Áo 768, Ngọc Bích 18, Đào Nguyễn Hoàng 768, Đặng Thụy 768, Kim Mai Nguyên 768, tính cho các chị giá 150.000 áo nhé. Còn nếu như mà là tí nữa em hỏi dưới kho mà còn cái hoa như em mặc thì em sẽ lấy về bán cho các chị. Nhưng mà nếu như mà lấy về bán cho các chị thì giá nó nằm tầm nhé, khoảng là 200 cho tới 220.000 một áo nhé các chị nhé. Mẫu này các chị chốt cho em là 25, giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. 768, Lê Hằng 768, Út Anh 768, cho em giá 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 25 cho em. Lúc mà mời các chị mời the mời thiếp luôn, mời mà đến mức độ mà vào trời chưa có điều là bán hàng mà chưa quỳ lại các chị thôi chứ em bảo đẹp lắm luôn á. Anh Đoạn 18, Đặng Liễu Nam Áo 768, 25 giá 150 nha các chị. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 25, Hà Lê 25, Nhà May Thảo Yến 25, Chi Lê 25, Lạc Nguyên 25, Áo Dài Luân Ly 25, Đỗ Như 25, Dung Nguyễn 25, Phan Thị Bích Nhung 25 set. Quần này đẹp lắm chị, quần này là mặc là chuẩn, không cần phải chỉnh luôn á. Huyền Trang 25, 25 cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 25 cho em nha. Nga Trần Thị 25 xét. Anh ơi, trong cái lô xin cái tay đó, cái màu cốm, cái màu vàng màu 2 màu. Các chị chuyển qua cái lô này cho em, em bảo đảm luôn 100%, đợi chúng mặc luôn là hết hàng luôn. Nguyễn Thanh 25, đẹp vô cùng đẹp luôn á. Mẫu này các chị cho em là 162 nha, 150.000 một áo các chị ơi. Lấy kẻ cái vàng đồng cho chị luôn nha. Út Anh 25 xếp. Em địa nó 2-3 ngày nay luôn rồi đó. Và em để thử xem coi là em xuống được bao nhiêu, bắt đầu là em mặc lại trở lại cho các chị ấy. Nói trước ấy, mẫu này mà mai mốt mà mặc là kiếm không bao giờ ra hàng luôn. 162 cho em giá 150.000 một áo tơ tằm tuyết mai các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 162 cho em, đẹp lắm mấy chế. Ôi là Nguyễn 162 xếp, Trần Hà 162 xếp, Văn Thúy Nguyễn 162, Mỹ Linh Nguyễn Nam Áo 162, Tân Hồng 162, Cao Thị Bích Nhung 162 xếp. Trần Tám Áo 162, Đặng Thủy 162, Hà Thủy 162, Phương Nguyễn 162 xếp, Phạm Biến Hai Áo 162, Xuân Linh 162, Nguyễn Hà 162 xếp, Diễm Phan 162 xếp, Long Nguyễn 162, Đào Nguyễn Hoàng 25, Thành Võ 162, Lê Lợi 162, Phúc Nguyên 162,
có bộ vàng đồng nữa. Đợi tú mặc là chị sẽ không bao giờ còn luôn. Huỳnh Thanh Lâm 162 xếp. Em để lại, em đưa cho chị Uyên may liền lại cho em để em mặc lại cho các chị áo dài truyền thống. Nguyễn Huế 3 áo 162. Ui quen quen. Bốn áo đúng không? Còn một nhỏ rồi. Còn có 2 áo thôi. Vậy là còn 2 áo. Lan Phan 162 xếp. Còn một. Mẫu này các chị cho em là 161, giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nhé. Latina chẳng 162 xếp. Một sáu một cho em, giá 150.000 một áo cho tầm tuyết mai nha các chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt 161 cho em. Màu vàng đồng này là mai mặc liền tối mặc. Nguyễn Huế 4 áo 161. Kim Lai Nguyên 161. Nhà em có 3 áo để may. Bây giờ em chỉ cần đưa cái tối là có 3 cái áo mặc. Đỗ Như 161. Nguyễn Thị Hồng 161. Bồ Câu Mi Nhon 161. Thủy Lưu 161. Đầm Liễu 2 áo 161. Vương Phạm 161. Nguyễn Hà 161. Lạc Nguyên 161. Quần đen không tú ơi, dạ có chị. 161 cho em, giá 150.000 một áo và 230.000 một set cho các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 161 cho em. VV 161 set. Cho chị màu hai cái mẫu của cái hàng đó đi. Mẫu này là em vợt cho các chị còn được đúng hai áo thôi, à hai màu này thôi. Còn cái màu giống như của em của cái áo kia thì bây giờ tạm thời là nó chưa có hàng nha các chị nha, chưa có hàng. Có đúng hai màu này hot hit nhất là em có về bán cho các chị thôi. Đó là cái màu mà em vẫn nói với các chị là màu củ hẳn đấy, các chị nhớ không? Với lại là màu đen 161. Đi Nguyên 161 hai áo. Đây. Không có hàng luôn á. 150.000 một áo nha các chị nha. 61 cho em, giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 61 cho em. Một củ hàng siêu hiếm. Áo nhà Luân Ly 61. Nguyễn Huế 3 áo 161. Nguyễn Thị Hồng 61. Hà Lê 61. Tinh Vũ 61. Nhà Mai Thảo Yến 61. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 161. Các chị ơi, tơ tằm các chị nhìn là các chị biết ngay là mẫu nào đẹp với màu nào đẹp, màu nào hiếm, màu nào gì rồi. Các chị cứ yên tâm. Tạ Trần 2 áo 61. Kim Anh Hoàng 61. Trần Dung 61. Mỹ Linh Nguyễn 5 áo 61. Tatina Trần 61. Hương Quách 61. Mi Chi Lê Nguyễn 61. Kim Anh Nguyễn 61. Tâm Hồng 61. Đậm Thủy 61. Em có cái nhưng mà cái màu của em khác. Nhưng mà màu đó thì tạm thời bây giờ nó hết, em cho các chị xem. Duyên Trần 61. Không phải là không có đâu các chị ơi, mà là không chưa có mặc kịp. Màu này Tú mà mặc thì thật sự luôn á, không có hàng để bán luôn.
Kim Dung 61, Hải Quang Nguyễn 61. Phải là cũng không có bán, không mặc đâu các chị. Mà chẳng qua là bây giờ nó bị rớt nhiều quá, cho nên là bây giờ cứ cái nào là từ từ thôi các chị. Chứ nếu mà một dội một lần nữa là coi như thua luôn, nó không có chỗ để luôn. Một trăm năm mươi ngàn một áo nha các chị nha. Và màu này là một trong những màu mà các chị đi kiếm tìm nhiều nhất luôn và mặc đẹp nhất luôn á. Màu này các chị cho em 570 là một mã này nữa rồi em nghỉ nha các chị ơi. Tối hẹn gặp lại các chị lúc 20 giờ nha. Trang thì Vinh Nhung 61 xếp. Mẫu này các chị cho em là 570 nha. Giá có 150 một áo thôi các chị ơi, mình hàng đẹp lắm. Anh Tuyết Nguyễn 61. Mình hàng cực kỳ đẹp luôn á. Em nhắc đến 4 lần là các chị nghe các chị hiểu đó. Mỹ Linh Nguyễn Lan áo 570. Thúy Phương 570. Nguyễn Thị Hồng 570. Lan Nguyễn 570. Tâm Hồng 570. Quế Chi Bùi 570. Hà Lê 2 áo 570. Trang Phan 570. Lê Quyền Trần 570. Nguyễn Huế 2 áo 570. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 570. Nguyệt Nguyễn 570 xếp. Nguyễn Hà 570. Phan Thu Trang 61 và 570. Phương Quách 570. Huyền Trang 570. Tạ Trần 2 áo 570. Nguyên Võ 570. Dung Trần 570. Nguyễn Huế 2 áo 570. Đại Lý Nhôm Sắc 570. Hải Quang Nguyễn 570. Nguyên Võ 61. Đặng Thủy 570. Đỗ Như 570. Hợp Lê 161. Vũ Đào 570. Chị lưu ý ơi, các bạn đang làm với chị. Hải Quang Nguyễn thêm 1 áo 61. Văn Thúy Nguyễn 570. Đây là mã 61 là màu này. Các chị mặc được rất là đẹp. Là mã này là mã 57. Có đúng 2 màu, tổng của nó có đến 17 màu mà không có hàng. Các chị không hết hàng. Không có hàng. Quá đẹp. Ở ngoài của nó là màu phủ hàng đấy chứ đâu phải màu đỏ đô hay màu gì đâu các chị. Hàng đâu là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn á. Ok chị Diễm Hạ. Diễm Hạ 455. Quế Chi Bùi 61. Hương Nguyễn 61. Anh Lê 570. Chị ơi em chỉ còn tím cẩm thôi. Tím Huế tạm thời mấy cái hàng mà giá khoảng nằm tầm 150, 180, 200 mà em tạm hết rồi chị. Và đúng chuẩn Huế nha. Còn em có tầm thôi. Lê Kiều 61. Lê Nguyễn 61. Không biết ra tự nhiên tí thuê với tím trẻ nói với chị cứ về tới hoa nào là hết cái hoa đấy, cứ về cái hoa nào là hết cái hoa đấy. Trời ơi, chị đầu câu đó chị mua tím trẻ với tím thuế kinh khủng. Rồi xong chưa, em nghỉ nha, hẹn gặp lại các chị vào live stream tối nay nha các chị ơi, 3:15 rồi. Tím cà hả? Tím cà không còn mét nào luôn đấy chế ơi. Phương Linh 161 xếp. Tím cà bây giờ chỉ có mua vải trơn thôi. Ê! Rồi. Có thể là kịp để em coi kịp kho coi nhớ rồi. Hình như sáng nay trên kho nó mới báo cho em là nó
nó có về mà nó chưa cắt thịt hay sao á, để em cho các chị coi để em coi ra rồi thế mà có gì em bảo các chị tốn cho mà. Nào Nguyễn Hoàng 455, Ni Nguyễn 455. Có các chị ơi, có đấy, tốn mua cho các chị. Có báo cho em là nó đang cắt này. Muốn mua nha, 20 giờ nha các chị ơi. Đây. Bye bye. Đi may mấy cái áo mặc dung thôi các chị chê quá rồi đó, chị bảo sao không mặc áo dài. Mặc áo dài vẫn còn chuẩn đúng không? Có điều là chưa đúng ý thôi, giảm thêm 1,5 kg nữa mặc áo dài mới đẹp được.